Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 681, kế hoạch bồi dưỡng sát thủ đệ nhất. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khách sạn Vạn Hào, lúc này Vân Thanh còn chưa trở lại, nhưng khi hắn mở cửa phòng mình ra thì phát hiện bên trong đã có người chờ, đó là Isabella. Chị Isabella, vợ sư tỷ xinh đẹp đâu? Hạ Thiên đóng cửa lại, sau đó hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía, lại không thấy Ngải Vi Nhi, vì vậy hắn lập tức mất hứng. Chị Isabella, có phải chị gạt tôi không? Chồng nhỏ, người ta sao có thể cam lòng lừa cậu? Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó lại bày ra một tư thế cực kỳ quyến rũ trên giường. Nhưng huấn luyện viên không tin lời cậu, chị ấy muốn tôi thí nghiệm hiệu quả trước. Huấn luyện viên nói, nếu cậu có thể làm tôi trở nên thật sự lợi hại, như vậy chị ấy sẽ đồng ý. Vợ sư tỷ xinh đẹp thật sự nói như vậy sao? Hạ Thiên nghe Isabella nói như vậy thì có chút hưng phấn. Tất nhiên là thật. Isabella gật đầu khẳng định. Chồng nhỏ, tôi nói cho cậu biết một bí mật, thật ra nguyện vọng lớn nhất của huấn luyện viên chính là được trở thành đệ nhất sát thủ. À, tốt lắm, tôi sẽ lập tức để cho chị trở nên lợi hại hơn. Hạ Thiên không thể chờ đợi lâu hơn, hắn lách mình đến trước mặt Isabella, sau đó hắn ôm nàng vào lòng và bắt đầu thoát y. Isabella chợt sững sờ. Sau đó nàng khẽ hỏi. Chồng nhỏ, đây là biện pháp để cậu cho tôi trở nên lợi hại hơn sao? Lúc này Isabella đã có chút hoài nghi, biện pháp của chồng nhỏ để nàng trở nên lợi hại hơn chẳng lẽ là lên giường? Không đúng, không phải là gạt nàng, hắn muốn lừa gạt huấn luyện viên. Chị Isabella, chị sẽ biết ngay thôi, ngoan nào, đừng cử động. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo trên người Isabella. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy Isabella rất hoài nghi nhưng cũng rất nghe lời, nguyên nhân rất đơn giản, dù Hạ Thiên thật sự lên giường với nàng, như vậy nàng cũng cam tâm tình nguyện. Người đàn ông này đã chinh phục được nàng, không những chỉ là thân thể, thậm chí trong lòng nàng cũng muốn cho hắn, nàng tình nguyện dùng thân thể của mình để mang đến cho hắn cảm giác sung sướng. Nhưng khi Hạ Thiên ôm Isabella đặt ngang lên giường, hơn nữa còn lấy ra hai cây ngân châm, Isabella bắt đầu hiểu ra mình nghĩ lầm, chồng nhỏ giống như sẽ thật sự làm gì đó với nàng, cũng không phải chỉ là lên giường mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, nếu chồng nhỏ thật sự muốn lên giường với nàng, sau khi lột trần nàng ra thì hắn phải leo lên ngay mới đúng, thậm chí nàng sẽ chủ động cưỡi lên trên, đâu cần hắn phải lừa gạt. Nhưng trong đầu Isabella lại xuất hiện ý nghĩ cổ quái, chồng nàng sẽ không chơi trò tự ngược đấy chứ. Nhìn hai cây châm thì nàng cảm thấy đâm lên người sẽ rất đau. Khoảnh khắc này Isabella thật sự có chút căng thẳng như vậy. Chị Isabella, không cần phải sợ, sẽ không đau đâu. Hạ Thiên giống như thấy được sự căng thẳng của Isabella, hắn mở miệng an ủi nàng một câu, sau đó dùng hai cây châm đâm lên người nàng. Nghịch thiên đệ tứ châm, tẩy tủy, toàn bộ quá trình giống như trước, chẳng có gì khác biệt. Khoảng nửa giờ sau thì Hạ Thiên đã ôm Isabella đen như than vào phòng tắm, sau đó tắm rửa cho nàng trở nên trắng tinh thì ôm ra lại. Ôi, chồng nhỏ, cậu thật sự quá tuyệt, chị yêu cậu chết mất, da thịt của chị hình như ngày càng đẹp hơn. Isabella nhìn làn da trắng nõn mềm mại như em bé của mình mà cực kỳ vui sướng. Chị Isabella, tôi còn muốn dạy cho chị nội công tâm pháp. Hạ Thiên lúc này cũng không lập tức làm thịt Isabella. Isabella cũng không phải là sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ, nàng đã là thành viên của ám ảnh đoàn được vài năm, chủ yếu là bồi dưỡng kỹ xảo. Còn sức mạnh chủ yếu cũng chỉ áp dụng những phương pháp bình thường. Dù sao thì sau trưởng thành mới được bồi dưỡng nên căn bản chẳng có nội công tâm pháp gì cả, vì vậy sức mạnh của Isabella chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng nàng không hiểu nội công, điều này có ý nghĩa là nàng khó thể khống chế luồng chân khí mới sinh ra trong cơ thể. Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là phương diện này Isabella kém đến mức kinh người, nàng chẳng biết cái quái gì về huyệt vị và kinh mạch, trên cơ bản chẳng hiểu gì. Vì vậy Hạ Thiên phải mất vài giờ mới có thể làm cho Isabella nghiên cứu cơ thể mình rõ ràng từ A đến Z, đến khi nàng biết khống chế chân khí trong cơ thể như thế nào thì trời đã tối đen. Hạ Thiên đáng thương mất thời gian dài mới làm Isabella hiểu ra, tuy hắn tự chủ rất tốt nhưng nhẫn nhịn hơn nửa ngày cũng cực kỳ vất vả. Vì vậy, đợi đến khi Isabella học được nội công tâm pháp, sau khi nàng biết khống chế chân khí thì hắn đẩy nàng xuống giường không chút do dự, bắt đầu trừng phạt một bộ vị nào đó trên cơ thể nàng. Trận chiến miên này mãi đến đêm mới dừng lại. Chồng nhỏ, cậu có đói bụng không?
Tôi đã rất đói. Isabella ghé sát lên người Hạ Thiên, nàng dùng giọng không còn chút sức lực nói. Chị Isabella, chị muốn ra ngoài ăn thứ gì đó sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại, thật ra hắn cũng đói bụng, nhưng hắn có năng lực chịu đói rất mạnh, có thì ăn, không có cũng không phải là vấn đề. Không muốn ra ngoài, tôi gọi nhân viên phục vụ để bọn họ đưa cơm lên. Isabella nói rồi bò lên giường, nàng cầm lấy điện thoại, nàng bấm số phục vụ của khách sạn. Khách sạn này hoạt động 24/24, bất kỳ lúc nào khách hàng muốn ăn thì chỉ cần điện thoại, thức ăn sẽ được đưa lên tận phòng. Isabella điện thoại xong thì hình như khôi phục lại được một chút khí lực, nàng ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo. Chị Isabella, mặc quần áo làm gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn rất thích Isabella không mặc gì. Trông nhỏ, tôi sẽ phải đi, tôi và huấn luyện viên đến thủ đô vì còn có nhiệm vụ lần này rất phiền toái. Hôm nay tôi đã bỏ phí nhiều thời gian, có lẽ huấn luyện viên cũng rất lo lắng. Isabella nũng nịu nói. Vì vậy ăn cơm xong tôi sẽ đi. Các chị đến thủ đô để ám sát ai? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Một người rất lợi hại. Isabella cũng không nói ra tên người. Vài ngày nữa cậu sẽ biết. Khi thấy Isabella không nói ra tên người thì Hạ Thiên cũng không truy vấn. Lúc này hắn nhớ đến một chuyện khác rất quan trọng. Đúng rồi. Chị Isabella, tên Satan ngu ngốc kia có quan hệ gì với chị? Chẳng lẽ hắn cũng là người của ám ảnh đoàn? Isabella có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng là thành viên của ám ảnh đoàn, hơn nữa còn là đệ nhất sát thủ của ám ảnh đoàn. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chị Isabella, ám ảnh đoàn của chị có chuyện gì vậy? Trước kia thì giết Tiểu Kiều, bây giờ lại phái người ra truy sát vợ Mộc Hàm. Các người sao cứ gây khó dễ cho tôi như vậy? Chương 682, nhận nhiệm vụ tư nhân. Trông nhỏ, cậu hiểu lầm rồi, lần này không phải ám ảnh đoàn chúng tôi muốn giết Mộc Hàm, thật ra chúng tôi căn bản không biết chuyện này. Isabella vội vàng giải thích. Isabella dừng lại một chút rồi bổ sung. Trông nhỏ, tôi cũng không gạt cậu, thật ra bây giờ ám ảnh đoàn cũng không tiếp nhận những nhiệm vụ có liên quan đến cậu. Lần trước vì chuyện của Tiểu Kiều mà ám ảnh đoàn chúng tôi tổn thất nặng, vì vậy đoàn trưởng nói, dù đối phương có ra giá cao đến đâu thì cũng chẳng tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến cậu, vì đoàn trưởng biết chúng tôi không bao giờ có được số tiền này. Nhưng, chị Isabella, vì sao tên Satan ngu ngốc kia lại đến giết vợ tôi? Hạ Thiên mất hứng hỏi. Đó là hoạt động tư nhân của hắn, căn bản không liên quan đến ám ảnh đoàn. Isabella tiếp tục giải thích. Tuy ám ảnh đoàn không muốn nhận nhiệm vụ liên quan đến cậu nhưng Satan là đệ nhất sát thủ, hắn cũng không nghe lời, thường xuyên tiếp nhận vài nhiệm vụ riêng để kiếm tiền. Tiếp nhận nhiệm vụ riêng để kiếm tiền là sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Là thế này, thường thì chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó sẽ phân cho các sát thủ tuyến dưới, trong hội sẽ có nhiệm vụ cung cấp tin tức tình báo và hậu cần, đồng thời cũng sẽ thu vào một nửa số tiền. Nếu tiếp nhận tư nhân thì sẽ không phải chia chác cho ai. Tất nhiên là càng kiếm được nhiều tiền hơn. Isabella gật đầu nói. À, thằng ngu kia nghe nói sẽ nhận được 100 triệu đô la. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao, 100 triệu đô la? Isabella càng hoảng sợ, rõ ràng nàng không biết nhiều tiền như vậy, hèn gì Satan liều mạng tiếp nhận nhiệm vụ tư nhân. Dù là nàng, khi đụng phải nhiệm vụ này thì sợ rằng cũng động tâm, nếu nhận nhiệm vụ này và thành công thì cả đời sau chẳng cần lo lắng gì nữa. Chị Isabella, nếu đây không phải là nhiệm vụ ám ảnh đoàn tiếp nhận, như vậy các người sẽ không truy sát vợ tôi đấy chứ? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Isabella gật đầu không chút do dự. Tất nhiên rồi, đây vốn không phải là nhiệm vụ của ám ảnh đoàn, nếu Satan không chết thì chúng tôi cũng tìm hắn tính sổ, bây giờ hắn đã chết, coi như xong. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên yên lòng. Nếu không tôi sẽ phải diệt sạch ám ảnh đoàn. Trông nhỏ. Chẳng lẽ cậu muốn giết cả tôi và huấn luyện viên sao? Isabella cười quyến rũ. Tất nhiên là không, nhưng nếu ám ảnh đoàn còn có người muốn giết vợ tôi, như vậy tôi sẽ xử lý tất cả đám người khác, chỉ trừ lại hai chị. Hạ Thiên chân thành nói. Isabella mỉm cười ngây ngốc, khi thấy bộ dạng chuyên chú của Hạ Thiên thì nàng cũng không còn nghi ngờ, vô tình nàng cảm thấy mình có vài phần may mắn. Nếu không phải nàng có quan hệ đặc thù với Hạ Thiên, như vậy ám ảnh đoàn bây giờ thật sự bị hắn diệt sạch rồi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, thức ăn được đưa đến. Isabella đã ăn mặc tử tế ra mở cửa, nàng kéo xe thức ăn vào,
sau khi nhân viên phục vụ bỏ đi thì nàng bắt đầu cùng Hạ Thiên dùng bữa cơm tối. Sau khi cơm nước xong thì Isabella cũng không tiếp tục ở lại, nàng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Nhưng lần này nàng đưa cho Hạ Thiên một mã số, dù ở đâu cũng có thể liên lạc điện thoại được với nàng. Isabella vừa đi thì Hạ Thiên đã nằm xuống giường tiến vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Hạ Thiên thức dậy không tính là sớm nhưng cũng không phải muộn, đã hơn 9 giờ, hắn đi ra khỏi phòng, sau đó nhìn vào gian phòng đối diện. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, gương mặt xinh đẹp của Vân Thanh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Chú xấu xa, hôm qua chú đi đâu vậy? Giọng điệu của Vân Tiểu Đông vang lên. Sao tối qua chú không đến tìm mẹ cháu? Tối qua chú có chút chuyện. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cảm thấy đây không phải là nói dối, hắn thật sự có chuyện. Đối với hắn thì lên giường chinh chiến với Isabella là rất quan trọng. Chú xấu xa, chúng cháu phải về. Vân Tiểu Đông có chút mất vui. Hạ Thiên ngây người, sau đó hỏi. Trở về, về đâu? Tất nhiên là về nhà. Vân Tiểu Đông trả lời. Sao về nhanh như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Vân Thanh, chị chẳng phải đã nói sau Quốc Khánh mới về à? Bên kia có việc gấp, tôi phải quay về xử lý. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có chút trốn tránh. Tôi đã sắp đặt vé máy bay, 11 giờ sẽ ra sân bay. Chị Vân Thanh, chị gạt tôi, căn bản chị chẳng có việc gấp gì cả. Hạ Thiên có chút mất hứng. Lừa chồng cũng không phải việc tốt. Chúng ta sang bên kia, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Vân Thanh có chút chần chừ, sau đó nàng kéo hắn vào phòng của hắn, còn thuận tay đóng cửa phòng. Hạ Thiên vươn tay ôm Vân Thanh vào lòng. Chị Vân Thanh, không cho chị đi, đợi vài ngày chúng ta cùng về. Tôi phải về. Vân Thanh có vẻ rất kiên quyết, nhưng nàng cũng không vùng vẫy, vì nàng biết có làm gì cũng vô dụng. Sao nhất định phải về? Hạ Thiên không muốn Vân Thanh chạy mất. Cậu thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Vân Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi rất muốn biết. Tôi muốn tránh cậu. Vân Thanh cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ thật sự của mình. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Vân Thanh, chị sao lại phải tránh tôi? Tôi là chồng chị không thể trốn tránh tôi được. Cậu cũng phải hiểu, tôi thật sự chán ghét đàn ông, thật sự không thể tiếp nhận hành vi thân mật với đàn ông. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên. Tôi cũng không biết cậu dùng biện pháp gì để tôi không ghét cậu, nhưng tôi đoán chuyện này có liên quan đến y thuật của cậu, nhưng tôi không biết đây chỉ là tạm thời hay vĩnh viễn. Hạ Thiên nghe mà có chút mơ hồ. Chị Vân Thanh, chị nói cái gì là tạm thời hay vĩnh viễn? Ý của tôi là, không biết tôi tạm thời không ghét cậu hay là vĩnh viễn không ghét? Vân Thanh bình tĩnh nhìn Hạ Thiên. Tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi đoán y thuật của cậu có thể làm tôi tạm thời không ghét cậu. Nhưng nói không chừng vài ngày sau tất cả sẽ như lúc ban đầu. Không phải đâu, chị Vân Thanh, chị sẽ vĩnh viễn không ghét tôi. Hạ Thiên ra vẻ tin tưởng 10 phần. Nếu cậu thật sự cho rằng tôi sẽ vĩnh viễn không ghét cậu, như vậy cậu nên cho tôi quay về Giang Hải. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên. Tôi không biết cậu còn ở lại thủ đô thêm bao lâu, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng là nửa tháng, đợi đến khi cậu quay về Giang Hải có thể đến tìm tôi. Nếu đến khi đó tôi rời xa cậu lâu ngày mà vẫn còn chưa chán ghét, tôi sẽ tiếp nhận mối quan hệ giữa hai chúng ta. Chương 683, giao ước. Chị Vân Thanh, chị nói chuyện phải chắc chắn. Hạ Thiên có chút lo lắng. Tôi sẽ giữ lời. Vân Thanh bình tĩnh nói. Tôi đã hơn 30, không phải là cô gái nhỏ, tôi làm việc sẽ có suy xét rõ ràng. Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi cũng muốn làm một người phụ nữ bình thường, cũng không muốn để người khác cho rằng tôi có bệnh. Vì vậy cậu cần cho tôi chút thời gian chứng minh, nếu đến lúc đó tôi còn chưa ghét cậu, tôi sẽ không từ chối cậu, tôi sẽ làm người phụ nữ chân chính. Được rồi, chị Vân Thanh, tôi đồng ý. Hạ Thiên đồng ý không có quá nhiều do dự, nửa tháng mà thôi, hắn phải có chút kiên nhẫn như vậy. Nửa tháng chờ đợi có thể nhận được sự tình nguyện của chị Vân Thanh, hắn cảm thấy như vậy là rất lời, nếu đến khi đó mà chị Vân Thanh còn muốn đổi ý, hắn sẽ cưỡng đoạt. Vân Thanh khẽ thở ra một hơi. Nếu Hạ Thiên thật sự không đồng ý thì nàng cũng chẳng còn cách nào khác, vì nàng biết rất rõ, nếu bây giờ Hạ Thiên cởi quần áo đưa nàng lên giường, nàng cũng không kháng cự. Nhưng nếu là như vậy thì trong lòng nàng sẽ luôn có một bóng đen. Vân Thanh là người từng có bóng đen hơn 20 năm, đến bây giờ nó còn chưa tiêu tán, nàng không hy vọng có thêm một bóng đen nào khác.
nàng chỉ hy vọng một ngày kia trong lòng nàng sẽ không còn những phiền muộn, nàng sẽ là người phụ nữ chân chính. Hạ Thiên nhanh chóng đồng ý cũng làm Vân Thanh cảm thấy rất dễ chịu, ít nhất điều này cũng làm nàng ý thức được, người này thật sự có háo sắc cũng không phải chỉ muốn thân thể của nàng, hắn cũng muốn tâm tư của nàng. Điều này chứng tỏ hắn còn tốt chán. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Vân Thanh khẽ nói. Bây giờ không còn sớm, nơi đây xa sân bay, tôi phải đi. Trước tiên để tôi hôn một cái đã. Hạ Thiên không lập tức buông Vân Thanh, hắn nói xong thì hôn lên cặp môi đào của nàng ngay lập tức, 10 giây sau hắn mới buông nàng ra. Gương mặt Vân Thanh có thêm chút đỏ ửng, quả nhiên bây giờ nàng không cách nào kháng cự lại Hạ Thiên, cũng không biết đối phương làm gì trên người nàng, thân thể nàng bây giờ rất nghe lời hắn. Cũng may Hạ Thiên không tiếp tục làm thêm điều gì, Vân Thanh nhanh chóng quay lại phòng mình, 10 phút sau nàng đưa Vân Tiểu Đông và Lê An rời đi. Cả ba đi ra sân bay dưới sự hộ tống của đám người Tạ Hiểu Phong. Còn Hạ Thiên, hắn không cùng đi theo, không phải hắn không muốn đi, là Vân Thanh không cho hắn đi. Sau khi tiến chân Vân Thanh thì Hạ Thiên điện thoại cho Quan Đình, hắn quyết định nên chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, hắn thấy vợ ngày càng nhiều, phải có nhà lớn mới được. Nghe nói Hạ Thiên muốn chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, tất nhiên Quan Đình sẽ cực kỳ mừng rỡ, nàng lập tức tự mình chạy xe đến đón Hạ Thiên. Một giờ sau Hạ Thiên đã cùng Quan Đình đến nhà Tiền gia, đến một gian phòng đã được chuẩn bị sẵn, Hạ Thiên thấy Tiền Đa Đa, còn có cả Tiền Vạn Kim và Tiền Tiểu Phú. Hạ Thần Y, cảm ơn cậu đã đến. Khi thấy Hạ Thiên thì Tiền Vạn Kim có chút kích động, cũng thật sự khách khí. Sau sự kiện Tôn gia thì Tiền Vạn Kim càng hiểu Hạ Thiên là kẻ không thể đắc tội. Được rồi, các người ra ngoài, tôi sẽ chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, đừng cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Hạ Thiên phất phất tay. Hắn không muốn nói nhiều, thầm nghĩ nhanh chóng chữa bệnh, sau đó để Tiền gia làm nhà lớn là vừa. Được, 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 không có vấn đề. Tiền Vạn Kim vội vàng gật đầu, sau đó lão phất tay. Tất cả ra ngoài, đừng quấy rầy Hạ Thần Y. Tiền Vạn Kim và Quan Đình lập tức đi ra ngoài, Tiền Tiểu Phú vẫn có vẻ không tình nguyện bỏ đi, hắn vẫn đứng tại chỗ. Này, sao anh còn chưa ra? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tiền Tiểu Phú. Cậu trị bệnh, tôi ở bên cạnh xem không có vấn đề gì chứ. Tiền Tiểu Phú hỏi ngược lại. Đã bảo anh ra ngoài, nói nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên rất bất mãn. Tôi không thích bị người ta nhìn không được sao. Tôi cảnh cáo anh nên ra ngoài, nếu không tôi ném ra. Tiểu Phú, con làm gì vậy? Mau ra đây đa. Tiền Vạn Kim quát lên nghiêm nghị. Cha, con chỉ quan tâm đại ca. Tiền Tiểu Phú giải thích. Nếu con quan tâm đến đại ca thì cút ra đây. Tiền Vạn Kim thật sự rất căm tức, đây không phải là quan tâm, rõ ràng là tự ý làm loạn. Nếu chẳng may để Hạ Thiên mất hứng, hắn chẳng muốn chữa bệnh thì Tiền Đa Đa chẳng phải sẽ xong đời sao. Tiền Vạn Kim lo lắng có chút dư thừa vì Hạ Thiên nhất định sẽ chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, nhiều lắm hắn chỉ muốn đánh bay Tiền Tiểu Phú ra ngoài mà thôi. Dù sao cũng chẳng phải dễ có cơ hội kiếm được 30 tỷ, Hạ Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiền Tiểu Phú nhìn Hạ Thiên giống như vẫn không cam lòng, nhưng hắn không dám cãi lời của Tiền Vạn Kim, vì vậy cuối cùng cũng đi ra. Hạ Thần Y, làm phiền cậu. Tiền Vạn Kim cười nói một câu, sau đó lão đóng cửa lại. Hạ Thiên lúc này lấy ra ngân châm, hắn đâm vào người Tiền Đa Đa. Vì hắn sử dụng nghịch thiên đệ nhị châm nên rất bình thường, cũng không cần có chuẩn bị gì đặc biệt, đối với hắn thì chẳng nguy hiểm gì. Chưa đến nửa giờ sau Hạ Thiên đã kết thúc quá trình trị liệu. Sau đó hắn mở cửa đi ra. Này, nhớ làm nhà cho tôi. Hạ Thiên nói với Tiền Vạn Kim. Không có vấn đề, Hạ Thần Y, thật ra tôi đang chuẩn bị. Tiền Vạn Kim vội vàng nói. Quan Đình ở bên cạnh lại chêm vào một câu. Hạ Thần Y, Đa Đa bây giờ đã tốt chưa? Tất nhiên đã rất tốt, sau này các người có vận động 10 lần trên giường cũng không có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Quan Đình chợt đỏ mặt. Sau đó nàng chạy vào phòng. Hạ Thần Y, không biết bây giờ cậu có rảnh không? Tiền Vạn Kim khách khí hỏi. Về vấn đề xây nhà, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cậu. À, bây giờ tôi rất rảnh, ông có vấn đề gì thì cứ hỏi. Hạ Thiên lúc này thật sự không có gì làm. Hạ Thần Y, chúng ta đến phòng khách từ từ nói chuyện. Tiền Vạn Kim đưa Hạ Thiên vào phòng khách, lão tự mình pha trà rồi đi vào việc chính. Hạ Thần Y, tôi muốn biết, cậu muốn xây nhà ở đâu? Thủ đô hay Giang Hải hay ở đâu khác? Giang Hải. Hạ Thiên suy nghĩ nói.
vợ của tôi phần lớn đều ở đó. Tất nhiên Hạ Thiên lựa chọn Giang Hải cũng chẳng phải chỉ có nguyên nhân như vậy, vì Giang Hải gần Thanh Phong Sơn, sau này hắn có thể đưa thần tiên tỷ tỷ xuống núi. Vâng, Hạ Thần Y, chính cậu có chọn được địa điểm chưa? Nếu chưa, tôi có địa phương cần đề cử. Tiền Vạn Kim lấy ra vài hình ảnh đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thần Y, cậu xem, đây là... Á! Một tiếng thét hoảng sợ từ trong phòng truyền ra cắt ngang lời Tiền Vạn Kim. Chương 684, Kim Châm vào đầu. Hạ Thần Y, cậu đến mau. Quan Đình ở bên kia chợt hô lên kinh hoàng, trong giọng nói có chút nức nở, rõ ràng tiếng hét vào lúc vừa rồi là của nàng. Vẻ mặt Tiền Vạn Kim chợt biến đổi, lão biết Tiền Đa Đa đã phát sinh vấn đề, khi đang định nhắc Hạ Thiên thì đã không thấy bóng dáng. Tiền Vạn Kim vội vàng chạy lên lầu, đến khi lão vào đến phòng của Tiền Đa Đa thì Hạ Thiên đã có mặt bên trong. Lão nhìn sang Tiền Đa Đa, ngay sau đó đã không còn bình tĩnh nổi, trước đó Tiền Đa Đa vẫn còn rất tốt, lúc này lại rất khủng bố, trên mặt tràn đầy máu tươi, mắt tai mũi đều có máu, có thể gọi là thất khiếu chảy máu. Lúc này Hạ Thiên đang ra châm như bay, hắn nhanh chóng đâm lên người Tiền Đa Đa, vẻ mặt rất ngưng trọng, rõ ràng tình huống của Tiền Đa Đa cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Quan Đình lấy tay che miệng, nàng cố gắng để mình không kêu lên thành tiếng, nhưng lúc này trên mặt nàng cũng tràn đầy nước mắt. Vài phút trước nàng còn đang rất vui, vì nàng đã có thể không còn lo lắng cho bệnh tình của Tiền Đa Đa, nhưng nàng không ngờ chỉ sau vài phút mà Tiền Đa Đa đang rất bình thường chợt chảy máu thất khiếu, khoảnh khắc đó nàng không biết phải làm sao, nàng không biết tại sao, chẳng lẽ Hạ Thiên thất bại. Tiền Vạn Kim khẽ run, dù lão cố gắng bảo trì sự trấn tĩnh nhưng vẫn khó thể nào tỉnh táo. Khoảnh khắc này lão đã không thể nào ngờ tình cảnh trước mắt lại xuất hiện, lão chỉ hy vọng Hạ Thiên có thể cứu Tiền Đa Đa một lần nữa. Vài phút ngắn ngủi đối với Quan Đình và Tiền Vạn Kim có thể nói là dài dòng cả thế kỷ, mãi đến khi bọn họ thấy Tiền Đa Đa không còn chảy máu thì mới cảm thấy có chút yên lòng. Hạ Thiên, mày là loại lang băm hại người, trước tiên tao giết mày, đền mạng cho đại ca của tao. Một âm thanh tức giận chợt vang lên, người đến đúng là Tiền Tiểu Phú. Tiền Vạn Kim quay đầu xem xét, ngay sau đó lão chợt cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vì vậy vội vàng hét lên. Dừng tay! Thì ra Tiền Tiểu Phú đang cầm một khẩu súng ngắn, họng súng chĩa vào Hạ Thiên, giống như muốn bắn chết Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn hất tay trái lên, hai cây ngân châm bay về phía Tiền Tiểu Phú. Khoảnh khắc này Tiền Tiểu Phú chợt đứng đờ như tượng gỗ, cũng không thể chuyển động, ngón tay của hắn vẫn bảo trì động tác, vẫn nắm súng. Tiểu Phú! Con điên rồi sao? Vẻ mặt Tiền Vạn Kim cực kỳ tái nhợt. Con muốn nổ súng bắn chết Hạ Thần Y và cả đại ca của mình sao? Hắn nổ súng không thể bắn chết tôi, nhưng tám phần Tiền Đa Đa sẽ bị bắn chết. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Nhưng theo tôi thấy thì hắn rất muốn bắn chết Tiền Đa Đa. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hắn quay đầu nhìn Quan Đình. Vừa rồi trừ chị ra thì có phải tên kia cũng tiếp cận Tiền Đa Đa phải không? Đúng. Quan Đình hơi suy nghĩ, sau đó nàng gật đầu, ngay sau đó nàng lại có chút vội vàng. Hạ Thần Y, Đa Đa rốt cuộc là bị sao? Bệnh của anh ấy chữa được không? Vì sao vừa rồi lại như vậy? Còn nữa, bây giờ Đa Đa đã không sao rồi chứ? Anh ấy vốn đã rất tốt, đáng tiếc là vừa rồi có người đưa thứ này vào đầu. Hạ Thiên nâng tay phải lên, lúc này Tiền Vạn Kim và Quan Đình cũng nhìn thấy, trên tay Hạ Thiên là một cây kim dài nhỏ. Dài hơn loại mà hắn dùng để châm cứu, cũng mảnh hơn. Hạ Thần Y, cậu nói cây châm này rút ra từ trong đầu Đa Đa sao? Tiền Vạn Kim cũng lắp bắp, điều này làm lão cực kỳ kinh hãi. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đáng lý ra một châm như vậy cũng không đến mức chí mạng, nhưng trên châm còn có độc, chỉ cần nửa phút sẽ làm cho người ta đứt khí, ngay cả tôi cũng không thể cứu được. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Tiền Tiểu Phú. Hắn lấy ra hai cây châm trên người đối phương, sau đó thu hồi luôn cả khẩu súng lục. Này, anh thấy chú rất ngu, sao chú không chờ anh bỏ đi rồi hãy giết Tiền Đa Đa? Chẳng lẽ chú cho rằng làm như vậy có thể giá họa cho anh giết Tiền Đa Đa sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiền Tiểu Phú. Chú thật sự có vấn đề về đầu óc, anh ở đây, Tiền Đa Đa sao có thể chết? Trừ khi chú trực tiếp đánh vỡ đầu, nếu không anh vẫn có thể cứu sống Tiền Đa Đa. Mày nói gì? Mày không cần phải ngậm máu phun người, rõ ràng mày muốn hại đại ca của tao, bây giờ còn vu oan cho tao sao? Tiền Tiểu Phú dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Tao căn bản thấy chính mày hại đại ca tao sinh bệnh, sau đó lừa gạt tiền của chúng tao,
bây giờ không phải mày muốn lấy 30 tỷ đấy chứ? Chú phủ nhận cũng vô dụng, loại kim này muốn chọc vào người cũng không khó, nhưng nếu muốn đâm vào toàn bộ thì cũng phải có khí lực rất lớn, hơn nữa còn phải chuẩn, chỉ sợ phải được huấn luyện khá lâu. Vừa rồi chú và Quan Đình tiếp cận Tiền Đa Đa, Quan Đình không có lực lượng lớn như vậy, vì thế chuyện này chỉ có thể là chú làm. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Anh đã sớm thấy chú có những biểu hiện không đúng, ngay từ đầu khi chữa bệnh cho Tiền Đa Đa thì chú đã la lối này nọ, anh thấy chú có chủ tâm không muốn chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Bây giờ anh chỉ cho Tiền Đa Đa, chú trực tiếp đâm anh ta một châm, anh nói không sai chứ. Nói bậy bạ, Tiền Tiểu Phú thề thốt phủ nhận. Tao thấy mày mới là người đâm châm vào, châm từ trên người mày lấy ra, muốn hại đại ca tao thì người ra tay dễ nhất là mày. Nếu anh muốn hại anh ta, sợ rằng anh ta đã chết từ sớm, nào còn sống đến bây giờ. Hạ Thiên không cho là đúng. Thôi được, anh cũng không muốn nói nhiều với chú, rốt cuộc là ai đâm kim vào Tiền Đa Đa, anh ấy biết rõ nhất, vừa rồi khi bị đâm kim thì đầu anh ta sẽ rất đau, nhất định là sẽ phát giác ra được. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Tiền Đa Đa. Này, anh cũng đã tỉnh, anh nói xem, có phải tên khốn không Tiền này đâm kim anh không? Hạ Thiên, cảm ơn đã cứu tôi một lần nữa. Tiền Đa Đa lúc này đã ngồi dậy trên giường, giọng nói có chút quái dị, vẻ mặt đầy máu, cực kỳ khủng bố. Đa Đa, con nói xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tiền Vạn Kim trầm giọng nói. Những gì Hạ Thần Y vừa nói có phải là thật không? Cha, trước tiên con đi rửa mặt đã. Tiền Đa Đa không trả lời vấn đề, hắn chỉ xuống giường. Trước tiên nói rõ mọi việc đã. Tiền Vạn Kim khẽ nói. Rốt cuộc có gì xảy ra? Đa Đa, anh nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói xem đầu đau khi nào? Quan Đình ở bên cạnh cũng khuyên nhủ. Tiền Đa Đa không nói gì, bầu không khí trong phòng rất hiên ắng, vẻ mặt Tiền Tiểu Phú có chút bất an, rõ ràng đang lo lắng điều gì đó. Chương 685, vợ đang chờ. Cha, thật ra cũng không có gì, con chỉ không cẩn thận đâm kim vào đầu mà thôi. Tiền Đa Đa cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lời nói của hắn lại làm cho Hạ Thiên bất mãn. Này, đầu óc anh có vấn đề sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tiền Đa Đa. Không cẩn thận mà đâm kim vào đầu. Tôi nói với anh rồi, bây giờ anh không nói ra, sau này anh còn tiếp tục bị xử lý. Anh thì không sao, nhưng người ta sẽ nghi ngờ y thuật của tôi có vấn đề, còn nữa. Vừa rồi tôi đã miễn phí cứu anh một lần, bây giờ không còn lại lần thứ hai. Đúng vậy, điều này sao có thể không nói rõ ràng cho được. Quan Đình cũng không tin, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiền Tiểu Phú, sau đó nàng tiếp tục nói. Anh mau nói cho bác trai biết, em tin bác trai sẽ làm chủ cho anh. Vẻ mặt Tiền Vạn Kim tái nhợt, lão căn bản đã dự đoán được có chuyện gì xảy ra. Lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiền Tiểu Phú, sau đó lão quay đầu nhìn Tiền Đa Đa. Bố muốn nghe lời thật lòng, không muốn con che giấu chuyện gì. Bố, con. Tiền Đa Đa có vẻ rất khó xử. Tiểu Phú làm, có phải không? Tiền Vạn Kim chợt gầm lên. Bố, con không truy cứu chuyện này, coi như bỏ qua. Tiền Đa Đa khẽ nói. Bây giờ chẳng phải lúc có truy cứu hay không, bố muốn mọi chuyện rõ ràng. Tiền Vạn Kim nói bằng giọng phẫn nộ, sau đó lão gầm lên với bên ngoài. Người đâu? Hai đại hán nhanh chóng đẩy cửa tiến vào nhìn Tiền Vạn Kim, hai người này không nói lời nào, rõ ràng đang chờ lệnh của Tiền Vạn Kim. Bắt hắn cho tôi, không được cho rời khỏi phòng nửa bước. Tiền Vạn Kim chỉ vào Tiền Tiểu Phú rồi nói. Hai người đàn ông gật đầu, sau đó cùng đi về phía Tiền Tiểu Phú. Chờ chút, Tiền Đa Đa vội vàng hô lên, sau đó nhìn Tiền Vạn Kim. Cha, thật sự nên bỏ qua, Tiểu Phú có lẽ chỉ là hồ đồ nhất thời. Chúng con là anh em, cậu ấy sẽ không muốn để con phải chết. Đưa đi. Tiền Vạn Kim quát lên, nếu như trước đó lão còn cảm thấy nghi ngờ, bây giờ nghe rõ những lời của Tiền Đa Đa thì xem như xác nhận những gì Hạ Thiên nói là thật. Người muốn hại chết Tiền Đa Đa không phải là ai khác, chính là em trai của hắn, là Tiền Tiểu Phú. Bố, không được nghe lời của bọn họ, là bọn họ hãm hại con. Tiền Tiểu Phú lúc này đột nhiên giống lên. Đại ca và Hạ Thiên hợp mưu hãm hại con. Tiền Vạn Kim không nói gì, lão phất tay để hai tên đàn ông đưa Tiền Tiểu Phú ra ngoài. Khoảnh khắc này lão giống như già đi vài tuổi, rõ ràng chuyện này tạo nên đả kích tương đối lớn với lão. Là bọn họ hại con, là bọn họ hại con. Âm thanh của Tiền Tiểu Phú vẫn còn mơ hồ truyền đến,
nghe có chút điên cuồng. Thật xin lỗi, hạ thần y, tôi thật sự không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiền Vạn Kim lúc này nói lời xin lỗi với Hạ Thiên, trên mặt còn lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Dù sao bây giờ các người cũng biết chuyện vừa rồi không liên quan gì đến tôi, sau này nếu Tiền Đa Đa Bi người ta hại chết, các người đừng đổ lỗi lên đầu tôi. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cũng không có hứng thú với chuyện của Tiền gia, thứ hắn quan tâm duy nhất chính là bọn họ đang nợ hắn 30 tỷ. Hạ thần y cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không trách cậu, nếu không có cậu thì Đa Đa đã chết vài lần rồi. Cậu có ơn lớn với Tiền gia chúng tôi sẽ luôn ghi khắc trong lòng. Tiền Vạn Kim vội vàng nói. Tiền Đa Đa ở bên cạnh cũng nói. Hạ Thiên, cậu yên tâm, xua này nếu tôi thật sự có chuyện không hay xảy ra, tôi chỉ còn nước đổ lỗi mình không tốt số, sẽ không trách cậu. Các người có trách tôi hay không cũng chẳng quan trọng, tôi cũng không cần các người nhớ ơn, tôi không phải người chữa bệnh để lấy ơn. Hạ Thiên không cho là đúng. Nhớ phải xây nhà cho tôi là được, tôi còn nhiều vợ cần có nhà lớn để ở. Hạ thần y yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ cao nhất xây xong nhà cho cậu. Tiền Vạn Kim vội vàng đảm bảo. Hạ thần y, không bằng chúng ta tiếp tục xuống lầu thương lượng vấn đề nhà cửa. Bố, chuyện xây nhà cứ giao cho con. Tiền Đa Đa ở bên cạnh nói. Những tài liệu bố chuẩn bị, con đã xem qua. Cũng được, hạ thần y muốn xây nhà ở thành phố Giang Hải, những phương diện khác con nên liên hệ với cậu ấy. Tiền Vạn Kim khẽ gật đầu, bộ dạng có chút mệt mỏi. Bố có hơi mệt, bố đi nghỉ trước. Được. Tiền Đa Đa gật đầu, trong lòng có chút khó chịu, chuyện vừa rồi phát sinh dù là hắn hay cha cũng là đả kích nghiêm trọng. Hạ thần y, tôi đi ra ngoài trước. Tiền Vạn Kim nói lời cáo từ với Hạ Thiên, sau đó lão rời khỏi phòng. Hạ Thiên, xấu hổ quá, làm phiền cậu chờ một chút, tôi muốn tắm và thay quần áo, lát nữa sẽ thương lượng cụ thể chuyện nhà cửa. Tiền Đa Đa nói với Hạ Thiên. Được rồi, tôi chờ anh một lúc là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, dù sao hắn cũng không có việc gì làm, chờ một chút cũng không sao. 11 giờ, trong một nhà hàng. Hạ Thiên và Tiền Đa Đa cùng Quan Đình ngồi trên một bàn, món ăn còn chưa được đưa ra, bọn họ đang thảo luận vấn đề xây nhà. Có lẽ vì bây giờ bầu không khí ở Tiền gia không bình thường, vì vậy Tiền Đa Đa dứt khoát rời khỏi Tiền gia, chuẩn bị cùng Hạ Thiên ăn cơm thương lượng. Hạ Thiên, cậu biết Hồ Bắc chứ? Tiền Đa Đa mở miệng hỏi. Hồ Bắc? Hạ Thiên gật đầu. À, biết, tôi đã lại đó một lần. Cậu thấy Hồ Bắc thế nào? Tiền Đa Đa tiếp tục hỏi thăm. Khá tốt. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn có chút buồn bực. Anh hỏi cái này làm gì? Hồ Bắc nào xây nhà được? Hạ Thiên, cậu còn chưa biết, Hồ Bắc không thể xây nhà, nhưng trên hồ có đảo, muốn xây nhà thì không có vấn đề. Tiền Đa Đa giải thích. Bây giờ Hồ Bắc là khu đón gió của thành phố Giang Hải, thật ra chỉ có một phần đất đai được mở ra, còn có nhiều chỗ chưa làm gì. Trong đó có mấy hòn đảo nhỏ, thích hợp để ở lại. Tiền Đa Đa lấy ra một chiếc máy tính, hắn chỉ vào hình ảnh. Hạ Thiên, cậu có thể nhìn qua, đây là vài hòn đảo nhỏ, trong đó có cái này. Cái này, thêm cái này, tổng cộng là 3 hòn đảo nhỏ, rất thích hợp để ở. Tôi đề nghị cậu mua một hòn đảo, sau đó xây nhà ở bên trên, cậu và người nhà ở đó, chẳng những thoải mái, còn thanh tịnh, không bị quấy rầy. Chỗ này đúng là khá tốt. Hạ Thiên nhìn vào hình ảnh, hắn có chút động tâm, mua một hòn đảo nhỏ, xây nhà, chỉ có hắn và vợ ở lại, đúng là khá tốt. Chương 686, chuẩn bị làm đảo chủ. Hạ Thiên, cậu muốn mua hòn đảo nào? Tiền Đa Đa thấy Hạ Thiên thích thì khẽ thở ra. 3 hòn đảo này có hoàn cảnh rất tốt, nhưng 3 cái lớn nhỏ khác nhau, nhỏ nhất cũng hơn 200 mẫu, lớn nhất là 3.000 hecta, cũng có một cái hơn 1.000 mẫu. Với cái nhìn của tôi, 200 mẫu này là hơi nhỏ, 3.000 mẫu thì hơi lớn, 1.000 mẫu thì thích hợp hơn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào hình ảnh rồi hỏi một câu. Không thể mua lại hết sao? Tiền Đa Đa chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn gật đầu. À, tất nhiên là được, nhưng tốn nhiều tiền lắm. 3 hòn đảo này có xa nhau không? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Nếu quá xa cũng không nên, nếu tôi ở đảo này mà vợ lại ở đảo kia, như vậy không tiện. À, không xa. Tiền Đa Đa rõ ràng biết khá rõ về tư liệu này. Thực tế thì 3 hòn đảo này khá gần nhau, khoảng cách lớn nhất là 10 km, chúng ta có thể mua du thuyền, thủy phi cơ hoặc máy bay trực thăng để đi lại đều được.
Tiền Đa Đa dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra ba hòn đảo này tạo ra một hình thể tam giác ở Hồ Bắc, chính giữa là một mặt hồ lớn, có thể coi là hồ bơi tự nhiên. Chúng ta có thể mua luôn cả thủy vực này, sau khi cải tạo lại thì có thể coi như ba ngọn đảo cùng nối liền. Vậy thì được, mua cả ba. Hạ Thiên mở miệng nói. Nhưng, Hạ Thiên, cậu cần phải có chuẩn bị tâm lý, nếu mua thì giá cả rất cao. Tiền Đa Đa nói. 30 tỷ không đủ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đủ, chắc chắn là đủ. Tiền Đa Đa vội vàng nói. Thật ra cũng không tốn tiền nhiều như vậy, dù giá cả thế nào, mua đất và mua cả trực thăng cũng chưa quá 10 tỷ. Vậy thì được, bao nhiêu tiền thì không sao, chỉ cần vợ tôi thích là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến tiền. À, đúng rồi, cụ thể thế nào thì anh đến Giang Hải phải hỏi những bà vợ của tôi, anh nên nhanh chóng đi xây nhà cho tôi, sau đó tôi mới quay về Giang Hải. Không có vấn đề, hôm nay tôi sẽ đến Giang Hải, trước tiên cậu cứ nói với các bà vợ trước, tôi đến đó sẽ liên lạc, sau đó thương lượng phương án cụ thể. Tiền Đa Đa đồng ý ngay. Quan Đình khẽ giật mình. Đa Đa, anh muốn đi ngay sao? Tiểu Đình, chuyện vừa phát sinh làm anh không muốn tiếp tục ở lại thủ đô, anh nghĩ thừa dịp này đến Giang Hải đổi gió. Tiền Đa Đa cười khổ. Em cùng đi với anh chứ, nếu không anh cũng sẽ lo lắng cho em. À, được rồi, em cùng đi với anh. Quan Đình suy nghĩ, sau đó nàng lập tức quyết định. Tuy nàng còn đi học nhưng nếu muốn nghỉ vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Vậy thì được, trước tiên để anh đặt vé máy bay. Tiền Đa Đa lấy điện thoại ra gọi đi. Hạ Thiên cũng lấy điện thoại ra, hắn chuẩn bị điện thoại cho Tiểu Kiều, nói rõ với nàng về chuyện nhà cửa. Nhưng hắn còn chưa kịp gọi đi thì đã có người điện thoại đến, xem dãy số thì thấy là Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chị nhớ tôi rồi sao? Có phải để tôi đến chữa bệnh không? Hạ Thiên vui vẻ nhận điện thoại. Tôi có chuyện hỏi cậu. Giọng điệu của Mỹ Nhi không tính là lãnh đạm, cũng không coi là dịu dàng, nhưng Hạ Thiên đã quen với giọng điệu này, tất nhiên hắn sẽ không quan tâm. Việc gì? Hạ Thiên có hơi thất vọng, Mỹ Nhi sao còn chưa muốn cho hắn chữa bệnh? Hôm nay cậu đến chữa bệnh cho Tiền Đa Đa người tiền ra sao? Mỹ Nhi hỏi. Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi, sao chị biết? Hạ Thiên rất kỳ quái. Cậu đừng quan tâm sao tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi cậu, Tiền Tiểu Phú muốn hại chết Tiền Đa Đa, điều này có thật không? Mỹ Nhi tiếp tục hỏi. Hạ Thiên trả lời không chút suy nghĩ. Tất nhiên là thật. Nếu không có tôi thì sợ rằng Tiền Đa Đa đã bị hại chết từ lâu rồi. Tên kia còn muốn giá họa cho tôi, thiếu chút nữa tôi đã đâm hắn chết luôn. Hiểu rồi, tôi cúp điện thoại. Mỹ Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên có chút buồn bực, sao cúp điện thoại sớm như vậy? Mới nói được vài câu thôi mà. Hạ Thiên, Mỹ Nhi thiên tổ điện thoại cho cậu sao? Tiền Đa Đa lúc này không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy. Vợ Mỹ Nhi điện thoại cho tôi, hỏi Tiền Tiểu Phú có thật sự muốn giết anh hay không? Đúng là kỳ quái, vợ Mỹ Nhi sao lại hỏi vấn đề này? Điều này hình như không liên quan gì đến chị ấy thì phải. Không, thật ra có liên quan. Tiền Đa Đa khẽ thở dài. Vì Tiểu Phú là tổ trưởng Hoàng Tổ, vì vậy Tiền gia không có tư cách xử lý nó, tôi nghĩ bố đã giao nó cho Thiên Tổ, để Thiên Tổ xử lý. Tiền Tiểu Phú ngu ngốc kia là tổ trưởng Hoàng Tổ sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Có chút kỳ quái, tôi thấy người này không có tiền, vì vậy mới ghét anh, nhưng hắn là tổ trưởng Hoàng Tổ, rõ ràng cũng là vị trí tốt. Tiền Đa Đa nở nụ cười khổ sở, hắn lắc đầu mà không nói gì. Không nói cũng chẳng sao, sau này tôi sẽ hỏi vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên có chút mất hứng, lúc này nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên. Hạ Thiên chưa ăn bữa sáng, bây giờ hắn vùi đầu vào quá trình tiêu diệt thức ăn. Không còn chút hứng thú với chuyện của Tiền Tiểu Phú. Tiền Đa Đa cũng trầm mặc, hắn vùi đầu vào ăn uống, giống như trong bụng có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng nên lời. Sau khi cơm nước xong thì hắn lập tức cáo biệt Hạ Thiên, sau đó mang theo Quan Đình vội vàng chạy ra sân bay. Anh em đánh giết nhau, điều này làm hắn nản lòng thoái chí, muốn nhanh chóng rời khỏi thủ đô. Hạ Thiên cũng hy vọng Tiền Đa Đa nhanh chóng đến Giang Hải, như vậy nhà sẽ xây nhanh hơn. Hạ Thiên nghĩ đến chuyện nhà cửa mà nhớ mình quên điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, vì vậy hắn lấy điện thoại ra bấm số Tiểu Kiều. Hạ Thiên khốn kiếp, khi nào thì về? Điện thoại vừa nối thông, bên kia vang lên giọng điệu tức giận của Kiều Phượng Nhi. Cô nhớ tôi sao? Hạ Thiên rất kỳ quái,
Kiều Tiểu Kiều nhớ đến hắn là bình thường, nhưng Kiều Phượng Nhi không phải là vợ hắn, nhớ hắn làm gì? Phì. Điện thoại bên kia vang lên tiếng cười phì, sau đó Hạ Thiên nghe được giọng nói của Kiều Tiểu Kiều. Chồng, Phượng Nhi chờ anh quay về làm ngực nhỏ lại. Nhỏ làm gì, to mới sướng. Hạ Thiên rất buồn bực. Chồng, ngực của Phượng Nhi ngày càng lớn, bây giờ đã là cỡ D, cô ấy sợ vài ngày sau sẽ thành khủng long, vì vậy định đến thủ đô tìm cậu. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Đúng rồi, chồng, bao giờ cậu về? Chương 687, bán cô với giá 10 triệu. Anh còn chưa biết, có lẽ cũng sắp về rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vợ, anh có một chuyện cần nói, anh đã nói tiền đa đa đến Giang Hải giúp chúng ta xây nhà, em và mỹ nữ tỷ tỷ, cảnh sát tỷ tỷ cùng nhau thương lượng, để tiền đa đa xây nhà theo kiểu mà các em thích. Xây nhà sao? Kiều Tiểu Kiều chợt ngây người. Chồng, chúng ta có nhà rồi mà. Vợ, anh đã để tiền đa đa đến Hồ Bắc mua 3 hòn đảo nhỏ, sau này chúng ta sống trên đảo. Hạ Thiên nhanh chóng nói rõ sự việc. Kiều Tiểu Kiều ở bên kia trầm mặc một lúc lâu không nói gì, chồng nàng không mở miệng thì thôi, khi lên tiếng thì chợt nổi tiếng. Một khoản tiền lớn bỏ ra mua 3 hòn đảo, đúng là không có vài người làm được. Chưa nói đến vấn đề lời được 10 tỷ trong chớp mắt, hắn còn quyết định xây nhà ngay, tuy những năm qua cũng có người mua đảo để sống, nhưng mua một lượt 3 cái thì hình như cũng hơi khó. Nhưng khi hiểu tình huống cụ thể thì Kiều Tiểu Kiều lại rất tán thành với ý kiến của Hạ Thiên, chồng nàng có tình huống đặc thù, đặc biệt là bên cạnh hắn có quá nhiều phụ nữ, sau này nếu muốn sống chung thì chỉ có cách tìm một chỗ bí mật. Nếu tất cả đến Thanh Phong Sơn thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng cảm thấy dù là mình hay Lãnh Băng Băng và Diệp Mộng Oánh cũng không tình nguyện sống trên núi. Đúng như những gì Kiều Tiểu Kiều nói, nàng cảm thấy ở trên núi một thời gian và ở thành phố một thời gian thì cũng khá tốt. Nhưng mua một hòn đảo và xây nhà ở Giang Hải thì quá tốt. Sau khi kết thúc trò chuyện với Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên lại tiếp tục liên lạc điện thoại với Diệp Mộng Oánh và Lãnh Băng Băng, cũng nói đến chuyện xây nhà, hắn nói ra vài lời để thỏa mãn các bà vợ. Còn chưa tìm được Thái Bằng Trình sao? Khi điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nàng lập tức hỏi ngay một câu, sau đó là bổ sung. Nếu tìm không được cũng chẳng sao, tôi sẽ nói một tiếng với Cục trưởng Hào. Để anh ấy triệu hồi người ở thủ đô về lại Giang Hải, nếu cứ tiếp tục ở lại chờ đợi cũng không tốt. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đừng vội, tôi nhất định sẽ tìm được tên ngốc thái tử. Hạ Thiên vội vàng đảm bảo, cảnh sát tỷ tỷ cần hắn hỗ trợ, nếu hắn không làm được thì quá mất mặt. Tìm không thấy cũng chẳng sao, đây không phải là chuyện của chúng ta. Lãnh Băng Băng dùng giọng dịu dàng khuyên Hạ Thiên một câu. Tôi cúp điện thoại trước, cậu nên về sớm. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại, Hạ Thiên rất vui, vì hắn có thể thấy vợ cảnh sát tỷ tỷ nhớ mình, xem ra hắn cần phải nhanh chóng về lại Giang Hải, không thể ở mãi trong thủ đô. Hạ Thiên bấm số điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi. Tiểu Hắc, chú còn chưa tìm được tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia sao? Xấu hổ quá, đại ca, tiểu tử kia giống như biến mất giữa nhân gian, không biết đã rời khỏi thủ đô hay chưa? Bạch Tiểu Lỗi có vẻ rất xấu hổ. Đại ca, anh cho thêm vài ngày. Em sẽ điều động đàn em khắp thủ đô. Được rồi, tóm lại chú nhanh tay nhanh chân lên, nhất định phải tìm cho ra tên ngốc kia. Hạ Thiên cũng không trách Bạch Tiểu Lỗi, hắn cũng biết tìm người không dễ dàng như vậy. Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ tìm được hắn. Bạch Tiểu Lỗi nói lời đảm bảo. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn đứng ven đường, khoảnh khắc này không biết nên đi đâu. Khách sạn chắc là không, vì hắn đã trả phòng. Dù không trả phòng nhưng không còn Vân Thanh thì chẳng biết đến để làm gì. Điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên đang nhàm chán nên không xem là ai gọi, hắn nhận điện thoại. Alo, Hạ Thiên không đếm xỉa. Này, anh đang làm gì thế? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất dễ thương, Hạ Thiên cũng rất quen thuộc âm thanh này, không phải là ai khác, là An Khả Khả vừa gặp mặt ngày hôm qua. Ở ven đường, Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Cô điện thoại cho tôi làm gì? Thử xem số điện thoại của anh có liên lạc được hay không, như vậy không được sao? An Khả Khả có chút mất hứng, bao nhiêu người muốn điện thoại với nàng mà không được, người này được nàng chủ động điện thoại lại tỏ ra không tình nguyện mới chết chứ. Hạ Thiên ngáp một cái. Cô đúng là không có việc gì làm. Tôi cũng không như anh, đứng ngây ngô bên đường. An Khả Khả hừ một tiếng. Này, rốt cuộc anh ở thủ đô làm gì? Sao lâu như vậy mà chưa về? Cả ngày có thấy làm gì đâu. Ai nói tôi không làm gì. Hạ Thiên phản bác ngay.
tôi đến đây tìm vợ. Này, ngoài đám vợ kia ra, anh không còn việc chính gì để làm sao? Chẳng lẽ anh không kiếm công ăn việc làm gì à? An Khả Khả nói. Việc của vợ là chính sự. Hạ Thiên rất kiên trì chủ kiến của mình. Ngoài vợ ra thì chuyện khác không xem là chuyện chính. Anh đúng là hết thuốc chữa. An Khả Khả căm giận nói. Cả ngày chỉ biết đi với vợ, đúng là không muốn phát triển. Này, mắc mớ gì đến cô? Hạ Thiên có chút mất hứng. Cô rốt cuộc có chuyện gì để nói không? Nếu không tôi tắt điện thoại, nghe nói dạo này tiền cước điện thoại rất đắt. Anh! An Khả Khả lập tức, tên này cũng biết giá cước điện thoại rất đắt sao? An Khả Khả dáng nhìn xúc động đập vỡ điện thoại, nàng nói thêm. Này, hôm qua anh nói tôi đổi người đại diện là sao? Có lý do gì, anh cảm thấy chị Di không tốt sao? Chị ấy còn thường xuyên nói tốt cho anh. An Khả Khả thật ra chỉ tùy tiện tìm chủ đề để trò chuyện với Hạ Thiên, tuy hắn thường làm nàng tức giận, nhưng nàng cảm thấy nói chuyện với hắn thì rất vui, không cần che giấu ý nghĩ thật sự của mình. Nàng có thể nghĩ gì nói đó, không cần che giấu hoặc nói xạo như lúc phỏng vấn. Nhưng An Khả Khả không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi mà Hạ Thiên đã chộp lấy vấn đề, hắn trả lời ngay. Vì nếu cô không đổi người đại diện, sợ rằng cô sẽ bị người ta bán đi. Anh nói gì? An Khả Khả ngây người. Ai bán tôi đi? Cô ta chuẩn bị bán cô đi với giá 10 triệu, đơn giản là như vậy, cô hiểu không? Hạ Thiên tức giận nói. Hèn gì cô ngu như vậy, người khác bán mình mà vẫn không biết. Này, anh đừng nói bậy. Chị Di rất tốt với tôi. An Khả Khả có chút không tin. Cô không tin à, dù sao cũng chính tai tôi nghe thấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh có nghe lầm không vậy? Chị Di gần đây giúp tôi ký một bản hợp đồng. Tôi nghe chị Di nói, chị ấy muốn 10 triệu nhưng đối phương chỉ tình nguyện đưa ra 5 triệu, vì vậy bây giờ hai bên vẫn đàm phán. An Khả Khả giải thích cho Trần Di. Tôi nhắc nhở cô, không tin thì thôi, bị bán đừng trách nhau. Không yêu đừng nói lời gian dối, nhé. Tôi không có hứng tám phét với cô, cúp điện thoại đây. Hạ Thiên nói cúp là cúp, nhưng hai giây sau chuông điện thoại đã vang lên. Chương 688, phẫu thuật thay đổi dung nhan. Này, sao lại điện thoại đến? Hạ Thiên nhận điện thoại, có chút mất hứng. À, Thiên ca, gần đây em đâu có điện thoại cho anh. Đầu dây bên kia chợt sững sờ, sau đó cẩn thận hỏi. Hạ Thiên ngây người. Thì ra không phải là An Khả Khả. Chú là ai? Hạ Thiên không biết là ai, vì vậy hắn mở miệng hỏi. Thiên ca, là em, Thường Tiểu Bảo. Đầu dây bên kia có chút khó hiểu, thì ra mình không nằm trong bộ nhớ của Hạ Thiên. À, ra thế, sao giọng điệu của chú kỳ quái vậy, giống như một người phụ nữ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thường Tiểu Bảo chợt buồn bực. Thiên ca, em cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khi điện thoại thì âm thanh của em chợt biến đổi. Chú điện thoại cho anh làm gì? Hạ Thiên cũng lười dây dưa, hắn hỏi ngay. Thiên ca, không phải anh bảo em tìm giúp một thằng tên là Thái Tử sao? Thường Tiểu Bảo trả lời. Không sai, chẳng lẽ chú tìm được hắn rồi à? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thường Tiểu Bảo này còn lợi hại hơn cả Bạch Tiểu Lỗi? Trước đó hắn căn bản không tin Thường Tiểu Bảo có thể tìm được người. Vì vậy hắn cũng không chủ động điện thoại đến hỏi thăm. Thiên ca, em có thể tìm được hắn, nhưng cụ thể có phải là hắn không, còn cần anh đến xác nhận. Thường Tiểu Bảo có chút chần chừ rồi nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Sao lại như vậy, chẳng phải anh đã xem ảnh của nó cho chú rồi sao? Thiên ca, anh đến xem sẽ hiểu. Thường Tiểu Bảo nói. Thiên ca, chúng em đang ở bệnh viện Thánh Maria, anh đang ở đâu? Em đến đón. Lại là bệnh viện đó à? Hạ Thiên phát hiện mình có duyên với bệnh viện kia. Không cần đến đón, anh tự qua. Tuy Thường Tiểu Bảo chỉ có thể nói tìm được Thái Bằng Trình, nhưng Hạ Thiên vẫn phải chạy đến xem, chuyện này là vợ cảnh sát tỷ tỷ yêu cầu hắn hỗ trợ, cần phải làm cho tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại và chạy vội về phía bệnh viện Maria, hắn đã đến bệnh viện kia hai lần, vì vậy bây giờ không cần ai dẫn đường vẫn có thể biết đi thế nào. Hạ Thiên đến bệnh viện và nhanh chóng nhìn thấy Thường Tiểu Bảo, nhưng lúc này chỉ có một mình Thường Tiểu Bảo, không có hai cô vợ đi theo. Thiên ca. Thường Tiểu Bảo thấy Hạ Thiên chạy đến thì vội vàng tiến lên chào đón. Thái tử ngu ngốc đâu? Hạ Thiên hỏi. Thiên ca, anh đi theo em. Thường Tiểu Bảo không chần chừ mà lập tức dẫn đường, nhưng hắn không phải đưa Hạ Thiên vào bệnh viện mà đi về phía một rừng cây ở bên cạnh.
Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây cũng là đất của bệnh viện, trong khu bệnh viện có một rừng cây để tản bộ, cũng có nhiều người ngồi trên ghế. Tất nhiên chỗ này không phải chỉ có người bệnh, còn có rất nhiều người đến thăm bệnh và gia thuộc, thậm chí còn có một vài y tá và bạn trai đang tâm tình. Hạ Thiên quét mắt nhìn vùng phụ cận, hắn không thấy được Thái Bằng Trình, sau đó hắn có chút mất hứng. Người đâu, sao anh không thấy? Thiên ca, anh xem kìa, tên ngồi xe lăn. Thường Tiểu Bảo chỉ vào tên ngồi cách đó không xa rồi khẽ nói. Nhìn theo ngón tay của Thường Tiểu Bảo thì Hạ Thiên thấy một tên ngồi xe lăn, nhưng người này căn bản không thể nhìn cho rõ, nguyên nhân rất đơn giản vì đầu quấn đầy băng gạc chỉ lộ ra cặp mắt. Sau lưng tên này có một người phụ nữ giúp đẩy xe lăn, mà người phụ nữ cũng rất xa lạ với Hạ Thiên. Chú nói hắn là thái tử sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên ca, em cũng không thể xác định, khi Thái Bằng Trình mất tích một ngày thì cũng là lúc người này lén đến phẫu thuật thẩm mỹ. Em đã lén điều tra, người này đã thay đổi cả gương mặt để trở thành một người khác, rõ ràng có ý che giấu. Thường Tiểu Bảo nhanh chóng nói. Những bác sĩ và y tá đã phẫu thuật cho hắn đều đã lén xuất ngoại ngày hôm trước, bây giờ không còn bóng dáng, có thể là bị giết người diệt khẩu. Nhưng em đã hỏi qua những lao công trong bệnh viện, khi tên kia đến bệnh viện đã bị bọn họ nhìn thấy, tuy đeo kính râm nhưng xem qua hình chụp và so sánh thì thấy khá tương tự. Thường Tiểu Bảo chỉ vào người phụ nữ rồi nói tiếp. Thiên ca, người phụ nữ kia chỉ là một người được mời đến chăm sóc, bây giờ tiểu tử kia có một thân phận mới, nhưng tôi đã điều tra tất cả tư liệu về thân phận mới, thật ra là một tên khống chẳng tồn tại. Tóm lại tôi cảm thấy tiểu tử này rất khả nghi nhưng không thể xác định hắn có phải là Thái Bằng Trình thái tử mà anh cần tìm hay không. Giải phẫu thẩm mỹ. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, Thường Tiểu Bảo nói như vậy làm hắn cảm thấy tên kia rất khả nghi. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt tên đàn ông đi xe lăn, hắn chặn đường đối phương rồi nhìn chằm chằm. Anh làm gì vậy? Người phụ nữ trẻ chất vấn. Hạ Thiên không nói gì, hắn vung tay chụp lấy cổ tay tên đàn ông, vài giây sau lại thả ra. Đúng là chú rồi. Hạ Thiên nhìn tên đàn ông ngồi xe lăn. Thái Bằng Trình, chú ngu ngốc quá, có chân mà ngồi xe lăn, chú làm trò ruồi bu gì vậy? Tiên sinh, làm phiền anh tránh ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Người phụ nữ trẻ tức giận nói. Tốt, cô cứ báo cảnh sát thoải mái, chỗ này vừa lúc có tên tội phạm truy nã. Hạ Thiên chẳng quan tâm, hắn lấy điện thoại ra bấm số của Lãnh Băng Băng, sau đó dùng giọng cao hứng nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi bắt được Thái Bằng Trình ngu ngốc rồi. Lãnh Băng Băng ở bên kia chợt sững sờ. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy, thằng ngu này muốn chơi trò giải phẫu thẩm mỹ, dù cả cha mẹ hắn nhận không ra nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được. Hạ Thiên tỏ vẻ tranh công. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi lợi hại không? Biết cậu lợi hại. Lãnh Băng Băng rất muốn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đáng tiếc là hai người đang nói chuyện điện thoại. Thế này đi, cậu giữ Thái Bằng Trình. Tôi điện thoại cho cục trưởng Hào, để anh ấy thông báo cho đám cảnh sát kia đi tìm cậu, cậu chỉ cần chuyển giao Thái Bằng Trình cho bọn họ là được. Được rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, chờ tôi quay về Giang Hải, nhớ ban thưởng nhé. Hạ Thiên bây giờ thật sự rất vui. Chờ cậu về rồi nói sau. Lãnh Băng Băng tức giận nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Người này muốn ban thưởng gì? Nàng đã thiếu chút nữa là hàng của hắn, còn muốn ban thưởng gì nữa? Hạ Thiên bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó hắn nhìn tên đàn ông xe lăn. Này, anh nói chú sao còn chưa đứng lên đi theo anh, hay chú thích anh ra tay bắt đi? Chương 689, có chết hay không liên quan gì đến anh? Tiên sinh, tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ trẻ cuối cùng cũng nói lời uy hiếp, hơn nữa nàng còn lấy điện thoại ra, bộ dạng có thể điện thoại bất cứ lúc nào. Đúng lúc này người đàn ông trên xe lăn lại khoát tay. Tỏ ý bảo người phụ nữ trẻ không cần làm như vậy. Sau đó hắn cuối cùng cũng mở lời, giọng điệu tương đối bình tĩnh. Hạ Thiên, mày tuyệt tình như vậy sao? Những lời này đã chính thức thừa nhận thân phận của người đàn ông xe lăn, hắn chính là Thái Bằng Trình, từng là thái tử Hô Phong Hoán Vũ ở huyện Lâm Giang, đồng thời cũng là thái tử Thông Thiên Mánh Khóe ở thủ đô. Thằng ngu, chú nói anh tuyệt tình sao, nếu vậy thì anh xử lý chú luôn rồi, còn cho chú cơ hội đến đây mà sửa mặt à? Hạ Thiên bất mãn nói. Tao muốn biết, vì sao mày có thể xác định đúng là tao? Thái Bằng Trình trầm mặc một lúc rồi mở miệng hỏi. Thường Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng khẽ nói. Đúng vậy, Thiên ca, sao anh có thể xác định tên này là thái tử kia? Loại này cần phải xét nghiệm DNA hoặc vân tay mới biết được mới đúng chứ?
Còn nhiều biện pháp khác, ví dụ như giọng nói không đổi, ánh mắt không biến đổi, dáng người cũng vậy, nhìn kỹ có thể thấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật ra ngoài những thứ này thiếp còn có những mặt khác biệt khác, thật ra mỗi người đều có cấu tạo khác biệt, người bình thường khó phân biệt được, nhưng anh chỉ cần bắt mạch là biết rõ ràng. Tóm lại một câu, trừ khi thay đổi cả lục phủ ngũ tạng, nếu không anh cũng sẽ phân biệt được. Hạ Thiên, tao phải thừa nhận mày rất lợi hại, tao cũng không muốn cùng đối địch với mày, chỉ cần mày tình nguyện chừa cho tao một con đường sống, tao nhất định sẽ báo đáp. Thái Bằng Trình chậm rãi nói. Anh không phải đã chừa cho chú một con đường rồi à? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thái Bằng Trình. Bây giờ anh không xử lý chú, anh chỉ chuẩn bị đưa chú cho cảnh sát Giang Hải, muốn đưa chú sang bên kia xét xử, đến khi đó bọn họ có thả cho chú đường sống hay không, nào có liên quan gì đến anh. Hạ Thiên, bọn họ sẽ không để cho tôi rời khỏi thủ đô, tôi dám cam đoan, nếu cảnh sát Giang Hải thật sự đưa tôi ra khỏi thủ đô, tôi cũng không khác gì phải chết. Thái Bằng Trình khẽ nói. Làm người cần gì ép người vào đường chết như vậy? Chú chết hay không liên quan quái gì đến anh? Anh chỉ muốn giao chú cho vợ cảnh sát tỉ tỉ mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có chút khách khí. Chào cậu, xin hỏi có phải là Hạ Tiên Sinh không? Đúng vậy, ai thế? Hạ Thiên hỏi. Chào Hạ Tiên Sinh, tôi là Chu Cường. Là cảnh sát hình sự tỉnh Bình Hải, cục trưởng Hào để tôi liên lạc với cậu. Chu Cường ở đầu dây bên kia định giải thích một lượt, nhưng Hạ Thiên cũng không cho cơ hội. Hạ Thiên cắt đứt lời nói của Chu Cường, hắn nói. À, thì ra là các anh, tôi đang ở bệnh viện Thánh Maria, các anh đến nhanh, tên Thái Bằng Trình ngu ngốc đang ở đây. Được, Hạ Tiên Sinh, chúng tôi sẽ đến ngay. Chu Cường không nói thêm điều gì, hắn đồng ý và cúp điện thoại. Thái Bằng Trình không nói thêm điều gì, hắn chỉ ngồi xe lăn, bộ dạng đang suy nghĩ, trời Phật cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Cảnh sát tỉnh Bình Hải đến rất nhanh, chưa đến một phút sau đã có một chiếc xe cảnh sát tỉnh Bình Hải tiến vào bệnh viện Maria, hai nam một nữ xuống xe, một cảnh sát hơn 40 dẫn đầu đoàn người xuống xe lấy điện thoại ra. Hắn vừa gọi điện thoại vừa tìm kiếm khắp nơi, khi điện thoại vừa được nối thông thì hắn thấy Hạ Thiên, vì vậy hắn vội vàng cúp điện thoại và gọi hai tên cảnh sát khác chạy đến. Chào cậu là Hạ Tiên Sinh à? Tôi là Chu Cường. Tên cảnh sát trung niên đến trước mặt Hạ Thiên rồi khách khí chào hỏi, dù đây là lần đầu tiên hắn được thấy chân nhân của Hạ Thiên, nhưng điều này cũng không đại biểu hắn chẳng biết gì về đối phương. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn chỉ vào Thái Bằng Trình. Chính là thằng ngu này, các anh mau bắt hắn mang đi. Chu Cường quay đầu nhìn Thái Bằng Trình, sau đó hắn chợt nở nụ cười ngây ngốc. Hắn là Thái Bằng Trình sao? Đúng vậy, tiểu tử này vừa để người ta thay đổi gương mặt, nhưng nếu các người mang người về thì hoàn toàn có thể xác nhận thân phận của hắn. Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng vậy, tao là Thái Bằng Trình. Thái Bằng Trình chủ động nhận thân phận của mình. Tôi tình nguyện theo các ông về Giang Hải. Thái Bằng Trình nói xong thì trực tiếp đứng lên khỏi xe lăn, sau đó hắn đi về phía Chu Cường và chủ động duỗi tay nói. Bắt đi. Chu Cường có chút chần chừ. Sau đó hắn lấy còng ra khóa tay Thái Bằng Trình, cuối cùng phân phó hai tên cảnh sát còn lại. Áp tải lên xe. Hai cảnh sát lên tiếng rồi áp tải Thái Bằng Trình về phía xe, Chu Cường thì nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt cảm kích. Hạ Tiên Sinh, lần này thật sự đa tạ cậu, nếu không chúng tôi cũng không có cách nào phải trở về. Không cần cảm ơn tôi chỉ giúp vợ mình mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Được rồi, các anh đi, trên đường nên cẩn thận. Sợ rằng sẽ có người muốn giết các anh. Cảm ơn Hạ Tiên Sinh đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Chu Cường gật đầu. Đợi đến khi Hạ Tiên Sinh về Giang Hải, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi cậu, bây giờ tôi xin cáo từ trước. Chu Cường làm việc quả nhiên rất lợi hại, ngay sau đó hắn đã rời khỏi bệnh viện, tất cả quá trình cũng không có người nào ngăn trở, có thể nói là tương đối thuận lợi. Khi thấy đám cảnh sát lên xe bỏ đi thì Thường Tiểu Bảo không nhịn được phải hỏi. Thiên ca, cứ như vậy là xong sao? Vậy chú còn muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn Thường Tiểu Bảo. Này, chú lần này làm việc rất tốt, giúp anh một ơn lớn, sau này nếu có chuyện gì cứ điện thoại cho anh sẽ giúp chú. À, Thiên ca đừng nói như vậy, đây chỉ là việc nhỏ, tôi phải làm. Thường Tiểu Bảo vội vàng nói, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Thiên ca,
bây giờ còn sớm, anh định đi đâu? Thường Tiểu Bảo không hỏi thì không sao, hắn hỏi làm Hạ Thiên có chút buồn bực, vì hắn không biết nên đi đâu. Tuy bây giờ hắn có rất nhiều vợ ở thủ đô, nhưng ai cũng bận, người duy nhất không bận rộn chỉ còn là Tiểu Yêu Tinh, nhưng hắn phải tìm nàng sao? Đây không phải là Tiểu Bảo ca sao? Một giọng nói kỳ quái chợt vang lên. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, hắn thấy một nam một nữ đi về phía bên này, hai người đều khá trẻ, nam chưa đến 20, nữ hơi lớn một chút, nói chung 21-22 gì đó, bộ dạng khá tốt, nhìn qua có vẻ rất xứng đôi. Anh không phải là Tiểu Bảo ca, anh là bảo gia của chú. Thường Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, sau đó hắn mắng ngay. Tiểu Bảo ca nóng tính như vậy trách gì à, Kha không thích. Tên đàn ông kia bị chửi nhưng tuyệt đối không tức giận, hắn ôm người phụ nữ bên cạnh rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chương 690, bản lộc đỉnh ký thời hiện đại. Họ Trịnh, chú có tin anh cho chú biết tay không? Thường Tiểu Bảo ra vẻ rất tức giận. Tôi tin. Tên thanh niên họ Trịnh kia dùng giọng không chút hoang mang nói. Nhưng, Tiểu Bảo ca, anh còn nhớ Lý Đại Sư không? Chú nói thằng thần côn kia sao? Thường Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng. Tên thanh niên họ Trịnh mỉm cười. Tiểu Bảo ca, trong thủ đô có ai không biết Lý Đại Sư chính là bán tiên chân chính, những lời ông ta nói căn bản đều đúng. Ví dụ như 2 năm trước Tiểu Bảo ca đánh gãy 2 tay của tôi, khi đó tôi định quay về báo thù thì Lý Đại Sư lại nói không cần làm gì, Tiểu Bảo ca anh sẽ gặp báo ứng, kết quả đúng là thật, Tiểu Bảo ca anh không phải ngồi xe lăn hơn 2 năm sao? Trịnh Khắc Lương, chú có tin anh lại đánh gãy 2 tay một lần nữa không? Thường Tiểu Bảo cả giận nói. Trịnh Khắc Lương cười nhạt một tiếng. Tôi tin, nhưng tôi cũng tin, nếu anh đánh gãy 2 tay tôi thì xương sống của anh sẽ gãy. Nghe nói anh gặp được thần y để trị xương sống, nhưng nếu gãy xương sống một lần nữa thì sẽ chẳng còn vận may như vậy. Tất nhiên tôi không biết sau khi anh gãy xương sống còn có đứt cổ hay không, khi đó đừng nói là thần y, dù là thần tiên thần côn cũng đừng hòng cứu chữa gì được. Trịnh Khắc Lương, chú uy hiếp anh sao? Trong mắt Thường Tiểu Bảo bùng ra 2 luồng hào quang tức giận. 2 năm trước chính là chú tìm người đánh lén và đánh gãy xương sống của anh có phải không? Trịnh Khắc Lương cười nhạt một tiếng. Tiểu Bảo ca, không có chứng cứ thì đừng mở mồm thối ra, anh nói tôi làm những chuyện đó sao? Tôi nói cho anh biết, đây chẳng qua chỉ là báo ứng mà thôi, Lý Đại Sư gần đây rất thiêng, nói chưa từng sai. Anh phỉ nhổ. Thường Tiểu Bảo nhổ một bãi nước miếng. Chú chỉ biết nói 2 chữ báo ứng thôi sao? Nếu thật sự có báo ứng thì chú đã xuống dưới 19 tầng địa ngục rồi. Tiểu Bảo ca, có một số việc không tin không được. Trịnh Khắc Lương lắc đầu. Thôi được, anh không tin thì tôi cũng chẳng muốn nói, tôi không quấy rầy Tiểu Bảo ca anh nữa. Trịnh Khắc Lương nói đến đây thì quay đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. A Kha, chúng ta về trước thôi. À, được. Người phụ nữ A Kha dịu dàng lên tiếng. Trịnh Khắc Lương và A Kha bỏ đi không nhanh không chậm, một lát sau bọn họ lên một chiếc Lamborghini rồi rời khỏi bệnh viện. Hừ, một đôi cẩu nam nữ. Thường Tiểu Bảo căm giận mắng một câu. Chú thích cô gái tên là A Kha kia sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu, tuy hắn không hiểu rõ tình huống nhưng cũng biết đại khái có chuyện gì xảy ra, tất nhiên việc này không quan hệ gì đến hắn, nhưng hắn đang nhàm chán nên hỏi chút cho vui. Trước kia rất thích, nhưng cô ấy không thích tôi, chỉ thích loại người như Trịnh Khắc Lương. Thường Tiểu Bảo cảm thấy khó hiểu. Nhưng thật ra tôi cũng thiếu chút nữa đã tán đổ cô ta, khốn nổi là vào lúc đó lại bị người đánh lén, cắt đứt xương sống. Tôi luôn nghi ngờ người ra tay là Trịnh Khắc Lương nhưng không có chứng cứ, vì vậy chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thường Tiểu Bảo, Trịnh Khắc Lương và A Kha, 3 cái tên này nếu chỉ cần xem qua lộc đỉnh ký thì sẽ đơn giản liên hệ ra vấn đề. Thực tế năm xưa Thường Tiểu Bảo cũng tự xưng là Vi Tiểu Bảo ở thủ đô, nói rằng phải tìm 7 bà vợ, nhưng hắn còn chưa có 1 bà vợ nào thì gặp A Kha. A Kha có tên đầy đủ là Lâm Nhược Kha, gia thế không tồi, cha mẹ là quan lớn ở thủ đô. Còn Thường Tiểu Bảo, tuy ông của hắn là đại ca giang hồ thủ đô nhưng cha mẹ hắn lại mất sớm, hơn nữa ông nội là Thường Đông Lâm cũng đã rút chân ra khỏi giang hồ nhiều năm, vì vậy trong mắt nhiều người thì Thường Tiểu Bảo có gia thế tầm thường. Một số người còn cảm thấy hắn như Vi Tiểu Bảo, chỉ là loại côn đồ phổ thông mà thôi. Lâm Nhược Kha cũng cho là như vậy, trong mắt nàng thì Thường Tiểu Bảo kém xa Trịnh Khắc Lương, nếu nói về tướng mạo thì Thường Tiểu Bảo tuy rất tốt nhưng không được đẹp trai như Trịnh Khắc Lương, nếu nói về gia thế thì Thường Tiểu Bảo so ra kém Trịnh Khắc Lương,
vì cha của Trịnh Khắc Lương là phú hào nổi tiếng thủ đô, tài sản vô số kể. Tóm lại ba người này có quan hệ thì chính thức tạo ra một bản Lộc Đỉnh Ký thời hiện đại, cũng như trong Lộc Đỉnh Ký, Lâm Nhược Kha yêu Trịnh Khắc Lương, Thường Tiểu Bảo thích Lâm Nhược Kha. Khác biệt chính là trong Lộc Đỉnh Ký thì Vi Tiểu Bảo là người lấy được A Kha, Trịnh Khắc sảng thành người đàn ông bi kịch, mà Thường Tiểu Bảo này lại khác, cuối cùng không những chẳng thắng được Trịnh Khắc Lương, còn bi kịch là ngồi xe lăn qua ngày. A Kha nói tôi là một tên côn đồ, nói Trịnh Khắc Lương là kẻ gia thế trong sạch. Còn bà nó, cũng không biết cô ta giả vờ hay là hàng nát, cái gì mà gia thế trong sạch, năm xưa cha của Trịnh Khắc Lương là Trịnh Nam Tân cũng nằm trong hắc đạo, bây giờ chỉ là rửa sạch tay không dính máu mà thôi. Thực tế lão già này lén làm rất nhiều chuyện xấu. Thường Tiểu Bảo ra vẻ bất bình. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Chú vừa nói cha của tiểu tử kia là Trịnh Nam Tân sao? Đúng vậy, Thiên ca, Trịnh Nam Tân rất có tiền, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với rất nhiều quan viên, có địa vị cao ở thủ đô. Vì vậy lúc đầu dù tôi có nghi ngờ Trịnh Khắc Lương ra tay ám hại nhưng không có chứng cứ, vì vậy ông nội cũng không làm được gì. Thường Tiểu Bảo có vẻ bất đắc dĩ. Làm giang hồ ở thủ đô thường luôn cẩn thận. Đừng tưởng Thường Đông Lâm là đại ca giang hồ mà sung sướng, lão không dám tùy tiện sát hại người ta ở thủ đô, nếu sự việc náo loạn lớn thì tiến vào phần mộ của mình. Thường Tiểu Bảo dừng lại một chút rồi có chút kỳ quái, hắn hỏi. Thiên ca, anh biết Trịnh Nam Tân sao? Không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Nhưng anh nghe người ta nói qua, không biết có phải là Trịnh Nam Tân này không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi một câu. Có phải Trịnh Nam Tân kia rất mê tín hay không? Đúng vậy, bên cạnh Trịnh Nam Tân có một thầy phong thủy, tên là Lý Đạo Minh. Đây là một thần côn, tự xưng là bán tiên, một số người ở thủ đô tin tưởng gọi lão là Lý Đại Sư. Người này không những tinh thông xem phong thủy, đồng thời còn giỏi cả tướng số. Thường Tiểu Bảo gật đầu nói. Nghe nói Trịnh Nam Tân biết được Lý Đạo Minh thì đặc biệt tin tưởng, tên này nói gì Trịnh Nam Tân tin nấy, thậm chí tôi còn nghi ngờ. Nếu Lý Đạo Minh nói hai cha con Trịnh Nam Tân tương khắc, sợ rằng Trịnh Nam Tân sẽ xử lý luôn cả Trịnh Khắc Lương. Xem ra đúng là Trịnh Nam Tân này rồi. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn nhìn Thường Tiểu Bảo. Này, Trịnh Khắc Lương cướp vợ của chú có muốn báo thù không? Chương 691, theo dõi ngôi sao lớn. Thiên ca, tất nhiên là tôi muốn báo thù, tôi nhìn thấy thì đã muốn xiên nó, nhưng em cũng chỉ có thể suy nghĩ lại mà thôi. Nếu em muốn xử lý hắn mà không có chứng cứ, như vậy là không quang minh chính đại. Thường Tiểu Bảo có chút bất đắc dĩ, ngay cả ông nội của hắn cũng không dám tùy tiện động vào Trịnh Khắc Lương, vì vậy hắn còn làm được gì đây? Chu chỉ cần làm theo lời anh, có lẽ sẽ báo được thù. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thường Tiểu Bảo lần này đã không còn chút do dự, hắn nói ngay. Thiên ca, anh có gì cần cứ phân phó, em nhất định sẽ làm theo. Thường Tiểu Bảo thấy Hạ Thiên có việc cần làm, nếu vậy hắn nhất định sẽ làm, còn chuyện có báo thù được hay không, đó là chuyện khác. Cậu tìm một số người nhìn chằm chằm vào Trịnh Nam Tân, dù hắn đi đâu cũng phải theo, có làm được không? Hạ Thiên hỏi. Điều này không có vấn đề. Thường Tiểu Bảo gật đầu khẳng định, đừng nhìn hắn bây giờ có một người mà xem thường, nếu hắn muốn theo dõi một người, dù người kia là Trịnh Nam Tân cũng rất dễ dàng. Chú biết An Khả Khả không? Hạ Thiên lại hỏi. Thường Tiểu Bảo chợt sững sờ. Thiên ca, anh nói An Khả Khả, chính là ngôi sao lớn kia sao? Đúng vậy, là cô ấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chú biết cô ấy không? Biết, em còn biết cô ấy đang ở thủ đô. Thường Tiểu Bảo liên tục gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút xấu hổ. Thiên ca, không gạt anh, thật ra tôi rất thích cô ấy, trước đó khi tôi ngồi xe lăn thì nhàm chán thường lên mạng hoặc xem TV. Thường xem những live show của cô ấy. Trước nay cô ấy có hình tượng rất thanh khiết, nhìn rất thoải mái, à, Tiểu Lan và Tiểu Bình cũng rất thích cô ấy. Vậy thì được, cậu cũng lập tức cho người theo dõi cô ta, 24 giờ liên tục không được gián đoạn, theo sát vào, dù cô ta đi đâu cũng phải theo, nếu phát hiện cô ta gặp mặt Trịnh Nam Tân thì điện thoại cho tôi biết. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Không có vấn đề. Thường Tiểu Bảo lập tức đồng ý, sau đó hắn hỏi một câu. Thiên ca, anh nghĩ rằng An Khả Khả sẽ gặp mặt Trịnh Nam Tân sao? Có lẽ là vậy, tóm lại chú theo sát vào là được. Hạ Thiên lười biếng nói. Trịnh Nam Tân sợ rằng sẽ có mưu đồ với An Khả Khả. Hừ, lão già cầm thú. Thường Tiểu Bảo lập tức mắng lớn. Thiên ca,
anh yên tâm, em sẽ theo sát, lão già kia nếu dám động vào một sợi tóc của An Khả Khả, em sẽ giết lão. Không cần chú ra tay, chú chỉ cần theo sát vào là được, đến lúc đó thì điện thoại cho anh. Hạ Thiên nói rất bình thản. Được rồi, Thiên ca, lúc đó tôi nhất định sẽ thông báo cho anh. Thường Tiểu Bảo vội vàng gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Thiên ca, anh rất quen thuộc An Khả Khả sao? Không phải rất quen, cô ấy muốn làm vợ anh, nhưng anh bây giờ còn chưa thích. Hạ Thiên ra vẻ không thèm đếm xỉa. Anh nghĩ để cho cô ấy đẹp lên một chút, như vậy tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Vâng, Thiên ca, anh biết rõ Trịnh Nam Tân có mưu đồ làm loạn với An Khả Khả, sao không nói cho An Khả Khả biết? Thường Tiểu Bảo không khỏi hỏi vấn đề. À, cô ấy quá ngốc, không chịu tin anh, bây giờ cô ấy cũng không phải là vợ anh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thiên ca, An Khả Khả đã thích anh nếu không cần cũng không nên để cho lão già Trịnh Nam Tân kia. Thường Tiểu Bảo vội vàng nói. Cậu nói cũng đúng, vì vậy bây giờ cậu theo dõi sát vào là được. Hạ Thiên vốn không muốn quan tâm đến vấn đề này, nhưng trước đó An Khả Khả đã điện thoại cho hắn, mà Thường Tiểu Bảo lúc nãy cũng vô tình nhắc đến tên Trịnh Nam Tân. Vì thế mà hắn nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại ngày hôm qua của Trần Di. Vì thế hắn quyết định xen vào chuyện này, dù sao hắn cũng cảm thấy lâu lâu đấu võ mồm với An Khả Khả là rất thú vị. Hơn nữa Thường Tiểu Bảo trước đó đã giúp Hạ Thiên một việc, bây giờ hắn cảm thấy mình nên giúp lại đối phương, có thể nói là nhất cữ lưỡng tiện. Thiên ca, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Thường Tiểu Bảo rất để bụng với vấn đề này, không phải vì đây là chuyện mà Hạ Thiên phân phó. Càng vì hắn là một fan của An Khả Khả. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn muốn tống Trịnh Nam Tân vào nhà ngục, nếu không có chỗ dựa là Trịnh Nam Tân, Trịnh Khắc Lương sẽ bị hắn trừng trị thích đáng. Đi thôi. Hạ Thiên phất tay. Thường Tiểu Bảo vội vàng nhận lệnh rời khỏi bệnh viện, hắn để lại một mình Hạ Thiên ở lại đứng ngây người, lúc này Hạ Thiên không biết nên đi đâu làm gì. Hạ Thiên suy nghĩ và quyết định điện thoại cho Isabella. Hắn hỏi xem vợ sư tỷ xinh đẹp đã quyết định cho hắn tẩy tủy chưa, như vậy sẽ có sát thủ đệ nhất thiên hạ. Chồng nhỏ, cậu muốn tôi nhanh vậy sao? Điện thoại nhanh chóng nối thông, âm thanh quyến rũ của Isabella chợt vang lên. Chị Isabella, tối qua chị đã thử hiệu quả, vợ sư tỷ xinh đẹp nói thế nào? Có đến tìm tôi không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Điều này, chồng à, thật ra huấn luyện viên cũng động tâm, nhưng vài ngày nay chúng tôi rất bận. Vì vậy tạm thời không thể đến tìm cậu. Isabella chán ngán nói, sau đó nàng còn an ủi Hạ Thiên một câu. Chồng nhỏ đừng vội, huấn luyện viên sớm muộn gì cũng đến tìm cậu. Isabella không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà nhanh chóng nói. Chồng nhỏ, không nói nữa, chúng tôi còn có việc phải làm, khi nào rảnh sẽ điện thoại lại. Isabella mặc kệ Hạ Thiên có đồng ý hay không, nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên có chút buồn bực. Hắn quyết định lần sau gặp mặt Isabella sẽ đánh cho một trận, không phải dùng phương pháp trước kia, vì Isabella rõ ràng không sợ. Hay đi tìm vợ ở địa tổ. Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn cảm thấy chỗ Mộc Hàm là rất tốt, cùng nằm với nàng thì hắn cũng không nhàm chán. Dù không có việc gì làm thì hắn cũng có thể chinh chiến trên giường với Mộc Hàm. Hơn nữa nếu đến địa tổ thì hắn còn có thể thấy Mị Nhi, có thể chữa bệnh cho nàng. Cuối cùng Hạ Thiên cũng có mục tiêu. Hắn rời khỏi bệnh viện và chạy về phía căn cứ địa tổ, nhưng vừa chạy được vài km thì điện thoại đã vang lên. Hạ Thiên ngừng lại, hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là Tiểu Yêu Tinh điện thoại đến, vì vậy hắn nhấn nút nghe. Chồng, anh đang luyện chạy cự ly dài sao? Tiểu Yêu Tinh dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu, sau đó nàng không chờ Hạ Thiên đáp lời mà nói thêm. Chồng, đừng chạy nữa, mau đến giúp em vừa đánh thua người ta. Anh đến ngay. Hạ Thiên lập tức nổi giận, ai không muốn sống mà đánh vợ hắn. Chương 692, Mỹ Nhân Ngư trong bể bơi. Hạ Thiên nghe nói Tiểu Yêu Tinh bị người ta đánh, tất nhiên hắn sẽ rất tức giận. Vợ hắn cùng lắm chỉ bị hắn đánh mà thôi, người nào dám động vào. Hạ Thiên chạy như điên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến Yêu Tinh biệt huyền, sau đó chạy lên lầu 3 gặp Tiểu Yêu Tinh. Nhưng lúc này nàng vẫn rất tốt, nàng đang mặc váy ngồi vọc máy tính. Hạ Thiên lách mình đến bên cạnh Tiểu Yêu Tinh, hắn đi một vòng, sau đó lại chụp lấy cổ tay của nàng xem xét một chút. Sau đó hắn kéo Tiểu Yêu Tinh lên rồi thuận tay vỗ vào mông. Á, đau quá. Tiểu Yêu Tinh đáng thương bây giờ mới biết Hạ Thiên đi đến, nàng dùng ánh mắt uất ức nhìn Hạ Thiên. Chồng, sao anh lại đánh em?
Mông người ta không lớn như của chị Hàm, anh đánh lại càng nhỏ hơn. Ai bảo em gạt anh, gạt chồng sẽ bị trừng phạt. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tiểu Yêu Tinh. Còn nữa, mông đánh nhiều sẽ không nhỏ đi, sẽ lớn hơn. Tiểu Yêu Tinh vẫn rất uất ức. Chồng, em lừa anh hồi nào? Không phải em vừa nói bị người ta đánh à? Sao anh không thấy em bị làm sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Anh vừa kiểm tra thân thể của em căn bản không bị thương. Chồng, em chưa nói có người đánh em chỉ nói là có đánh nhau với người ta mà thôi. Tiểu Yêu Tinh quệt mồm. Em chỉ luận võ với người ta, tuy em thua nhưng người ta lại không đánh em, người ta rất tốt, không giống như chồng suốt ngày đánh em. Người ta không đánh em, vậy em gọi anh đến hỗ trợ làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn vốn rất tức giận và vội vàng chạy đến đánh người, sao biết không có ai để đánh, vì vậy làm hắn sinh ra cảm giác có sức mà khó dùng. Chồng, em gọi anh đến dạy em chút võ công. Tiểu Yêu Tinh bĩu môi. Anh dạy em hai tuyệt chiêu, lần sau có khi em lại thắng. Em luận võ với ai? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không bằng anh trực tiếp giúp em cho hắn một trận. Chồng, không thể như vậy được, em phải tự tay đánh bại cô ấy. Tiểu Yêu Tinh ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, sau đó nàng bắt đầu làm nũng. Chồng, anh sẽ dạy em vài chiêu lợi hại chứ? Được, anh dạy em vài chiêu. Hạ Thiên đồng ý. Hạ Thiên mất nửa giờ dạy cho Tiểu Yêu Tinh chút kỹ xảo đánh cận chiến, sau đó để nàng tự luyện tập. Tiểu Yêu Tinh có lẽ cũng vì tâm lý muốn thắng mà luyện rất hăng, vì thế mà Hạ Thiên chính thức không có việc gì làm. Khi Hạ Thiên muốn rời khỏi Yêu Tinh biệt uyển đến khu căn cứ địa tổ thì nghe thấy tiếng nước vỗ truyền đến, âm thanh này đến từ trên lầu. Ủa, trong chỗ này có người sao? Hạ Thiên chăm chú lắng nghe, ngay sau đó hắn phát hiện trên kia có một người đang bơi. Hạ Thiên cảm thấy nhàn chán và muốn lên lầu xem rốt cuộc là ai đang ở trong nhà vợ hắn. Nếu đó là một người đàn ông thì hắn sẽ biến đối phương thành thái giám và đánh văng ra, nếu là phụ nữ, ái chà, phải xem có ngon hàng không đã. Hạ Thiên cũng không nghe lầm, trên nóc Yêu Tinh biệt uyển có một hồ bơi, có một người đang bơi bên trong. Đây là một người phụ nữ có dáng người rất tuyệt, nàng mặc bikini đang chậm rãi bơi trong hồ, giống như một mỹ nhân ngư đang chơi đùa dưới nước. Người phụ nữ hình như đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi bơi, cũng có lẽ vì động tác của Hạ Thiên rất khẽ, vì vậy hắn đến đứng ở bên cạnh bể bơi vài phút mà nàng còn chưa phát hiện ra. Nhưng mãi đến lúc này hắn cũng không thấy được mặt nàng, vì nàng luôn quay lưng về phía hắn. Nhưng chỉ cần tư thái nổi bật của nàng cũng đủ làm hắn động tâm, khoảnh khắc này hắn quyết định, nếu gương mặt nàng vượt qua Tiểu Yêu Tinh, như vậy hắn sẽ lấy nàng làm vợ. Hạ Thiên có quyết định như vậy nên phải đi xem mặt đối phương. Vì thế hắn đi vòng đến một mặt khác của bể bơi để nhìn người phụ nữ đang bơi. Người nào? Người phụ nữ đột nhiên quát lên một tiếng, lúc này nàng cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng lại kinh ngạc. Là cậu? Thì ra là chị. Hạ Thiên thật sự quen mỹ nhân ngư này, nàng chính là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Triệu Vũ Cơ, là thiên hậu hoa ngữ giống y hệt như Vương Tiểu Nha. Nửa tháng trước Hạ Thiên đã từng cùng Vương Tiểu Nha gặp mặt Triệu Vũ Cơ. Khi đó hắn thấy Triệu Vũ Cơ rất đẹp, dáng người cũng chuẩn, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là trên đùi nàng có vết sẹo, hơn nữa nàng lại không cho hắn xóa sẹo, vì thế cuối cùng hắn không muốn lấy nàng làm vợ. Nhưng khi hắn thấy Triệu Vũ Cơ như một mỹ nhân ngư bơi tới bơi lui trong hồ thì thay đổi ý kiến, bây giờ hắn quyết định cướp nàng làm vợ, còn sẹo trên đùi, sau này khi lấy về làm vợ thì xóa sau. Sao cậu lại ở đây? Triệu Vũ Cơ có chút tức giận. Bây giờ nàng ăn mặc thiếu vải vì cho rằng nơi đây không có người ngoài, lại càng không có đàn ông xuất hiện. Nhưng nàng không ngờ Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây, lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, bộ dạng như muốn cởi bỏ tất cả. Đây là nhà vợ tôi, tất nhiên tôi có thể ở đây. Hạ Thiên nói xong rồi hỏi ngược lại. Sao chị lại ở đây? Không liên quan đến cậu. Triệu Vũ Cơ hừ khẽ một tiếng, sau đó nàng đi lên bể bơi cầm lấy áo tắm trùm quanh người. Nàng che đậy thân thể mình lại, nàng không muốn tiếp tục bị ánh mắt Hạ Thiên sàm sỡ. Này, vừa rồi chị đã đánh nhau với Tiểu Yêu Tinh phải không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Không liên hệ gì đến cậu. Triệu Vũ Cơ rất lãnh đạm, nàng xoay người đi ra cửa, bộ dạng không muốn nói chuyện với Hạ Thiên. Sao không liên quan đến tôi? Hạ Thiên lóe người đến chặn trước cửa. Tôi có một tin tức tốt muốn nói cho chị có muốn nghe không? Cậu có tin tức tốt muốn nói cho tôi sao?
Triệu Vũ Cơ hừ một tiếng. Nếu bây giờ cậu cút đi, đối với tôi thì đó là một tin tức tốt. Thật sự là tin tức tốt. Hạ Thiên ra vẻ rất chăm chú. Tôi vừa mới suy xét qua, sau đó đưa ra một quyết định trọng đại, quyết định này có liên quan đến chị. Quyết định trọng đại gì có liên quan đến tôi? Triệu Vũ Cơ nhíu mày, tuy nàng không thích nói chuyện với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Chương 693, có phải chị rất vui không? Tôi quyết định, tuy trên chân chị có sẹo, nhưng tôi vẫn muốn lấy chị làm vợ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cái gì? Triệu Vũ Cơ tưởng mình nghe lầm. Tôi quyết định lấy chị làm vợ. Hạ Thiên lặp lại một lần nữa, sau đó hắn hỏi ngược lại. Thế nào, nghe được một tin tức tốt, có phải chị rất vui sướng không? Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, 10 giây sau nàng mới hỏi. Cậu có bệnh không? Tất nhiên tôi không có bệnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Vũ Cơ. Chị đừng nói như vậy, tuy chị là vợ tôi, nhưng nếu còn nói như vậy, tôi sẽ đánh chị. Tôi không phải vợ cậu, càng không muốn làm vợ cậu. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Còn nữa, tôi cảm thấy cậu chẳng những có bệnh, hơn nữa còn bị bệnh rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị cậu mau đi tìm bác sĩ tâm lý, hoặc đến bệnh viện tâm thần mà làm thủ tục nhập viện. Đét! Một âm thanh trong trẻo vang lên, Triệu Vũ Cơ cảm thấy cặp mông vỉnh của mình truyền đến cảm giác đau đớn, nàng còn nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Tôi đã cảnh cáo chị không được nói như vậy, chị còn tiếp tục, như vậy tôi đánh một cái xem như cảnh cáo. Nếu chị tiếp tục nói, tôi sẽ tiếp tục đánh mông. Cậu! Thân thể Triệu Vũ Cơ chợt căng cứng. Nàng muốn bổ nhào sang liều mạng với Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến một vấn đề gì đó, cơ thể đang căng thẳng chợt buông lòng, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu có biết nói lý lẽ không? Tôi trước nay đều rất biết nói lý. Hạ Thiên chân thành trả lời. Cậu như vậy mà nói biết lý lẽ sao? Triệu Vũ Cơ hận không thể đạp chết Hạ Thiên. Có người cường thế ép người ta làm vợ như cậu à? Chị đẹp, dáng người lại ngon. Trên đời này ngoài tôi ra thì chẳng có ai xứng với chị, vì vậy chị chỉ có thể làm vợ tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị xem, tôi biết lý lẽ chưa? Triệu Vũ Cơ lúc này chợt sinh ra xúc động muốn nhảy vào hồ bơi để chết đuối, nàng không phải không biết về Hạ Thiên, cũng từng nghe một số chuyện về hắn. Lần trước khi gặp mặt thì nàng đã cảm thấy đây là một tên tự kỷ đến mức điên cuồng, mãi đến bây giờ nàng mới hiểu, người này còn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Dù không có người xứng đôi với tôi không lấy chồng không được sao? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Như vậy sao được, chị không lấy chồng thì phí của trời, sẽ gặp báo ứng. Tôi không muốn chị gặp báo ứng, vì vậy chị phải làm vợ tôi. Câu nói như vậy, cậu lấy tôi làm vợ vì tốt cho tôi sao? Triệu Vũ Cơ mỉa mai nói. Hạ Thiên nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, đúng là như vậy. Triệu Vũ Cơ hoàn toàn không còn gì để nói. Tục ngữ nói người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ, người này đúng là vô địch. Cậu tránh ra, tôi muốn xuống lầu. Triệu Vũ Cơ không muốn tranh chấp với Hạ Thiên ở vấn đề này. Gọi tôi một tiếng chồng, tôi sẽ cho chị xuống. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi không gọi. Triệu Vũ Cơ căm giận nói, nàng gọi hắn là chồng sao? Còn không bằng chết đuối trong bể bơi cho rồi. Với công phu mặt dày của người này, nếu nàng gọi hắn là chồng, sợ rằng càng khó thoát thân. Triệu Vũ Cơ quyết định không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng dứt khoát cởi áo che bên ngoài và nhảy vào bể bơi, nàng bơi qua bơi lại không coi ai ra gì. Hạ Thiên thật sự cũng không quan tâm, hắn ngồi bên cạnh bể bơi dùng ánh mắt say sưa nhìn cơ thể nổi bật của Triệu Vũ Cơ, đối với hắn thì đây là một cảm giác hưởng thụ. Cứ như vậy mà Triệu Vũ Cơ nghịch nước còn Hạ Thiên thì ở trên bờ xem mỹ nhân, nếu người ngoài không biết còn cho rằng Triệu Vũ Cơ đang bơi cho hắn thưởng thức. Tóm lại hai người tạm thời không quấn lấy vấn đề chồng vợ, cả hai dùng phương án này để tạo nên một cân đối quỷ dị. Tất nhiên thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, mãi một lúc lâu sau mới có âm thanh phá tan sự yên lặng. Chị gái, chúng ta tiếp tục luận võ. Tiểu yêu tinh ồn ào chạy lên. Lần này em nhất định sẽ đánh bại chị. Tiểu yêu tinh nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng chợt ngẩn ngơ. Chồng, anh còn ở đây sao? Em tưởng anh đi rồi. Ủa, vợ, chị ấy là chị của em sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra Triệu Vũ Cơ thật sự là người Triệu gia, hơn nữa trước đó hắn đoán không sai, người đánh nhau với Tiểu Yêu Tinh là Triệu Vũ Cơ. Đúng vậy, chồng, chị rất thích bể bơi này,
vì vậy mỗi lần về thủ đô thường đến đây. Tiểu yêu tinh khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với Triệu Vũ Cơ đang bơi. Chị, đừng bơi nữa, chúng ta luận võ, vừa rồi em đã học được tuyệt chiêu của chồng. Lần sau đi, Triệu Vũ Cơ hình như cũng không có hứng thú luận võ. Chị gái, đừng để lần sau, sao chiêu bây giờ đi. Tiểu yêu tinh lại có ý nghĩ khác, nàng tiếp tục thúc giục. Được rồi, thua cũng đừng khóc nhè đấy. Triệu Vũ Cơ lập tức đồng ý, sau đó nàng lại đi lên bể bơi, dùng áo tắm bọc lấy cơ thể, sau đó đi về phía cửa. Lúc này Hạ Thiên không ngăn cản Triệu Vũ Cơ, điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác khó hiểu. Trước đó nàng cũng không còn cách nào mới phải xuống nước, bây giờ Hạ Thiên lại đơn giản tránh đường. Chồng, anh đến làm trọng tài cho chúng tôi. Tiểu yêu tinh nói một câu, sau đó nàng đi theo Triệu Vũ Cơ xuống lầu 2. Chờ chị một chút, chị thay quần áo. Triệu Vũ Cơ cũng không muốn mặc đồ tắm luận võ với người ta. Chị, nhanh lên, em đã không thể nhịn được phải đánh bại chị. Tiểu yêu tinh có vẻ rất hưng phấn. Triệu Vũ Cơ trợ mắt nhìn tiểu yêu tinh, nàng cũng không tin mình sẽ thua nha đầu chuyên ngồi ở nhà vọc máy tính này. Thay quần áo làm gì? Hạ Thiên nhịn không được phải mở miệng. Cứ như vậy là được rồi. Triệu Vũ Cơ trực tiếp mặc kệ nhưng lời của Hạ Thiên, nàng đã định không cần nghe những lời nói của đối phương, để miễn bị hắn quấn lấy người. Một lúc sau Triệu Vũ Cơ đã thay một bộ đồ thể thao, nàng ăn mặc rộng thùng thình, tuy vậy cũng khó thể che giấu dáng người đẹp đẽ của nàng, điều này làm Hạ Thiên càng nhìn càng thích. Chị, bắt đầu thôi. Tiểu yêu tinh nói một câu không thể chờ đợi được nữa, sau đó nàng vung nắm đấm nhỏ đánh về phía Triệu Vũ Cơ. Tiểu yêu tinh học phiêu miểu bộ rất tốt, khá nhanh, không hổ danh là thiên tài. Nhưng thân thủ của Triệu Vũ Cơ lại không kém. Dù tiểu yêu tinh có thể nói là đánh lén vô địch nhưng nàng cũng lập tức phản ứng, nàng dịch chuyển thân thể không chút hoang mang. Yêu yêu, chị nhường em 10 chiêu, nếu lúc này em thua thì sau này đừng tìm chị luận võ nữa. Triệu Vũ Cơ vừa tránh đòn vừa nói. Chương 694, hai chị em luận võ. Chị không cần nhường, em nhất định sẽ thắng. Tiểu yêu tinh không phục lắm. Em chỉ cần đánh được lên người chị, như vậy coi như em thắng. Triệu Vũ Cơ rõ ràng không thèm quan tâm đến tiểu yêu tinh. Chị ức hiếp người. Tiểu yêu tinh có chút tức giận, sau đó nàng tiếp tục tấn công Triệu Vũ Cơ, bộ dạng như có thù hận với nhau. Đáng tiếc, dù tiểu yêu tinh có khí lực rất lớn, cũng học được chút võ công từ Hạ Thiên, nhưng dù sao nàng cũng chỉ học được vài ngày, đòn tấn công của nàng không có kết cấu. Tuy nàng có thể nói là nhanh hơn người thường nhưng đối với Triệu Vũ Cơ thì chẳng đáng là gì. Hạ Thiên ở bên cạnh làm người xem. Phiêu miểu bộ của nàng căn bản chưa được học thuần thục, có lẽ cùng vì lười. Phải biết rằng uy lực của phiêu miểu bộ phải đến lúc học thuộc lầu mới hoàn toàn bộc lộ ra, nếu chỉ coi như học được thì vẫn chưa đến mức lợi hại. Nhưng đối với tiểu yêu tinh thì vấn đề lớn nhất chính là không có kinh nghiệm đánh nhau, nàng học được vài chiêu thức từ Hạ Thiên, bộ pháp cũng căn bản không thể phối hợp với những thứ khác. Hơn nữa những chiêu thức của nàng cũng không quá quen thuộc, chẳng qua nàng chỉ dùng trí nhớ tốt để lưu giữ lại. Bây giờ lấy ra sử dụng rất đông cứng, điều này cũng trực tiếp làm giảm uy lực. Mà Triệu Vũ Cơ rõ ràng là một cao thủ, dù Hạ Thiên không biết tại sao một ca sĩ lại có thân thủ tốt như vậy, nhưng hắn vẫn có thể xác nhận ở phương diện đánh đấm thì nàng tuyệt đối có đủ kinh nghiệm, ít nhau cũng luyện hơn 5 năm, thậm chí là lâu hơn. Đến lúc này kết quả coi như rõ ràng, qua 10 chiêu, tiểu yêu tinh đừng nói là thắng, thậm chí còn chưa đụng đến góc áo của Triệu Vũ Cơ. Toàn quá trình Triệu Vũ Cơ có vẻ rất thư giãn và thích ý, hình như không có chút áp lực. Yêu yêu, không cần đánh nữa, căn bản em không đánh lại chị. Triệu Vũ Cơ lúc này mở miệng nói. Em luận võ với chị làm gì cho mệt, em là hacker, không phải là thích khách. Nhưng, chị là ca sĩ, cũng không phải vận động viên thể thao, sao lại đánh đấm giỏi như vậy? Tiểu yêu tinh ngừng tay rất khó hiểu, nàng bĩu môi hỏi. Chị chỉ luyện để rèn luyện thân thể. Triệu Vũ Cơ thuận miệng nói. Lừa em sao, em không thấy ai rèn luyện thân thể mà lợi hại như chị. Tiểu yêu tinh bĩu môi. Hừ, nhất định em sẽ đánh bại chị. Tiểu yêu tinh quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng ra vẻ rất uất ức. Chồng, có phải anh không thích em không? Sao lại không, anh rất thích em. Hạ Thiên vội vàng nói. Vậy sao anh không dạy em võ công chính thức? Em học nhiều ngày như vậy mà không đánh lại chị gái sao? Tiểu yêu tinh quệt mồm hỏi. Vì em học không chuyên chú. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời.
Nào có, em học rất chân thành, mỗi ngày đều luyện 2 giờ. Tiểu yêu tinh chu miệng nhỏ. Chồng, em mặc kệ, em nhất định phải đánh bại chị gái, anh phải giúp em. Được rồi, anh sẽ dạy em 1 giờ, như vậy em có thể đánh bại chị ấy. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thật vậy sao? Tiểu yêu tinh hô lên có chút hưng phấn. Tất nhiên là thật, anh còn gạt em sao? Hạ Thiên khẳng định. Triệu Vũ Cơ ở bên cạnh cũng không nhịn được. Có người khoác lác như cậu sao? Tôi chưa bao giờ khoác lác. Hạ Thiên nhìn Triệu Vũ Cơ, hắn nghiêm trang trả lời. Không tin thì chúng ta đánh cuộc. Hạ Thiên nói đến đánh cuộc thì nhớ ý nghĩ trước đó, hắn định mở một sòng bạc đánh cược kiếm vợ. Bây giờ hắn tìm được một Triệu Vũ Cơ chưa tình nguyện làm vợ, vì thế hắn quyết định cược mất xác Triệu Vũ Cơ. Điều làm Hạ Thiên thất vọng chính là Triệu Vũ Cơ từ chối. Tôi không đánh cược. Tôi biết, chị sợ thua. Hạ Thiên chân thành nói, hắn cũng biết khích tướng. Đáng tiếc Triệu Vũ Cơ vẫn không lui, nàng khẽ hừ một tiếng. Tôi sẽ không thua, vì vậy tôi chưa bao giờ đánh cuộc. Tóm lại chị sẽ nhanh chóng chịu thua vì vợ tiểu yêu tinh, nếu chị không sợ thua thì cứ chờ ở đó 1 giờ. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi chờ đây. Triệu Vũ Cơ hừ một tiếng. Yêu yêu, chị nói cho rõ với em, nếu lúc này em còn thua, như vậy lần sau đừng tìm chị tỷ võ nữa. Được, không có vấn đề. Tiểu yêu tinh đáp ứng ngay, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi về phía một gian phòng khác. Chồng, chúng ta mau đi luyện võ thôi. Vợ đại yêu tinh, chị nhất định phải chờ. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Chồng, đại yêu tinh là ai? Tiểu yêu tinh ở bên kia không kịp phản ứng, nàng vừa đi vừa nói. Chính là chị của em. Hạ Thiên trả lời. Em là tiểu yêu tinh, chị ấy là chị em, tất nhiên là đại yêu tinh. Ờ hả? Tiểu yêu tinh gật đầu như thật, sau đó nàng lại ngẩn ngơ. Không đúng, chồng, chị em sao có thể là vợ anh? Anh đây vì tốt cho các em, như vậy các em sẽ càng thêm thân thiết. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Triệu Vũ Cơ nghe được những lời này mà muốn bóp chết Hạ Thiên, lúc này nàng mới hiểu, thì ra cái gọi là vợ đại yêu tinh chính là nàng, lần đầu tiên Triệu Vũ Cơ nàng bị người ta gọi là đại yêu tinh. Triệu Vũ Cơ hận không thể dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên, nhưng lúc này dù ánh mắt nàng có năng lực đó cũng bó tay, vì Hạ Thiên đã biến mất trong phòng, xem ra thật sự đi dạy võ cho tiểu yêu tinh. Triệu Vũ Cơ cảm thấy sự kiện em gái bảo bối của mình thích luyện võ chỉ vì quá nhàm chán mà thôi, nàng thật sự không tin em sẽ lợi hại hơn mình, càng không tin Hạ Thiên chỉ mất 1 giờ là có thể làm em gái lợi hại hơn mình. Dù nàng không tin nhưng vẫn chờ, 1 giờ sau nếu em gái vẫn không thắng nàng, như vậy nàng có thể cười nhạo Hạ Thiên. 1 giờ sau, Hạ Thiên và tiểu yêu tinh cùng nhau xuất hiện trước mặt Triệu Vũ Cơ, bộ dạng của tiểu yêu tinh lúc nào cũng có vẻ không nhịn được. Chị, chúng ta tiếp tục luận võ, lần này chị nhất định sẽ thua. Lần cuối cùng đấy nhé. Triệu Vũ Cơ không muốn bị em gái quấn lấy liên tục, thực tế nàng không có hứng thú quá lớn với võ công. Không có vấn đề. Tiểu yêu tinh trả lời. Nhưng, chị, nếu chị thua cũng không thể đến tìm em tỷ võ. Được. Triệu Vũ Cơ sảng khoái đồng ý. Chị, bắt đầu. Lúc này tiểu yêu tinh cũng không đánh lén. Đến đây đi, chị nhường 10 chiêu. Triệu Vũ Cơ dùng giọng không hoang mang nói. Chị sẽ biết sự lợi hại của em. Tiểu yêu tinh phóng người về phía Triệu Vũ Cơ, hai bàn tay trắng như phấn lại đánh ra, lần này chiêu thức của nàng rất đơn giản nhưng tốc độ nhanh hơn. Chương 695, tiểu yêu tinh đánh bại đại yêu tinh. Dù tốc độ của tiểu yêu tinh có nhanh hơn nhưng vì đòn tấn công quá đơn giản nên Triệu Vũ Cơ tránh né rất dễ dàng, trong lòng cũng không khỏi khinh bỉ Hạ Thiên. Tên kia quả nhiên khoác lác, 1 giờ cũng không làm cho em mình trở nên lợi hại hơn, ngược lại còn ngày càng kém. Tuy một đòn không trúng nhưng tiểu yêu tinh cũng không nổi giận, nàng lập tức tấn công. Đòn thứ hai của nàng hình như giống hệt như đòn thứ nhất, không có biến hóa, thậm chí tốc độ cũng không khác gì. Triệu Vũ Cơ lại lách mình tránh ra. Trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ 1 giờ qua Hạ Thiên chỉ dạy cho yêu yêu một chiêu như vậy? Chẳng lẽ người này cho rằng chỉ một đòn như vậy có thể đánh bại nàng sao? Như vậy hắn cũng quá xem thường nàng rồi. Khoảng thời gian sau đó Triệu Vũ Cơ lập tức phát hiện sự việc tiến triển như những gì nàng dự đoán, em gái bảo bối của nàng thật sự chỉ có một chiêu, không có gì thay đổi. Yêu yêu, đã 10 chiêu, nếu em không nhận thua chị sẽ tấn công đấy. Sau khi qua chiêu thứ 10 thì Triệu Vũ Cơ nói. Chị phải nhận thua mới đúng,
em không nhận thua. Tiểu yêu tinh không những chẳng nhận thua, nói xong lại tấn công ngay. Này yêu yêu, không biết đổi đòn khác sao? Triệu Vũ Cơ nhìn không được phải nói. Chị, em chỉ cần một chiêu này cũng có thể đánh bại chị. Tiểu yêu tinh trả lời. Chị sẽ trả đòn đấy. Triệu Vũ Cơ có chút bực mình, nàng nghi ngờ em mình và tên tâm thần Hạ Thiên ở cùng một chỗ nên trở thành không bình thường. Triệu Vũ Cơ bắt đầu đánh trả, nhưng sau khi nàng đánh trả thì phát hiện yêu yêu vẫn không phải chỉ học được một chiêu, em gái nàng còn biết tránh. Lúc này yêu yêu nhanh chóng tránh đòn, sau đó tiếp tục dùng chiêu thức đã sử dụng nãy giờ để tấn công. Hai người tôi đến chị đi, Triệu Vũ Cơ bắt đầu trở nên chăm chú, nàng phát hiện chiêu thức né tránh của tiểu yêu tinh quá lợi hại, dù nàng tấn công thế nào thì yêu yêu cũng có thể né tránh. Nhưng chiêu thức tấn công của yêu yêu vẫn chỉ là một, vì thế mà từ đầu đến cuối nàng chỉ dùng có hai chiêu, một dùng để tấn công, một để né tránh, tuy công kích không hiệu quả nhưng cũng không bại. Đến lúc này hai người luận võ đã đến mức giằng co, tuy nhìn qua có vẻ là Triệu Vũ Cơ chiếm thế thượng phong, nhưng nàng thật sự không thể nào đánh bại tiểu yêu tinh, tất nhiên tiểu yêu tinh cũng không thể đánh bại Triệu Vũ Cơ. Vợ tiểu yêu tinh cố lên, chỉ cần 10 phút nữa là em có thể thắng vợ đại yêu tinh. Lúc này Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Biết rồi, chồng. Tiểu yêu tinh hưng phấn lên tiếng. Cậu không còn gì để nói thì người ta cũng không nói cậu câm. Triệu Vũ Cơ tức giận nói một câu, nàng thật sự muốn bóp chết Hạ Thiên, đáng tiếc là nàng biết mình không thể bóp chết đối phương. Vợ đại yêu tinh, tuy chị phải thua, nhưng chị cũng đừng tức, sau này tôi có thể làm chị trở nên lợi hại hơn. Hạ Thiên ở bên ngoài an ủi Triệu Vũ Cơ. Tôi sẽ không thua. Triệu Vũ Cơ căm giận nói, nàng cũng không tin mình thua một người chỉ dùng hai chiêu không đổi. Hạ Thiên cười hì hì không lên tiếng, hắn chỉ xem hai người đẹp đánh nhau rất say sưa. Người đẹp đánh nhau đúng là có cảm hứng cho người xem. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảnh khắc đã là 7-8 phút, Triệu Vũ Cơ cảm thấy có gì đó là lạ, thân thể của nàng không còn linh hoạt như trước, đặc biệt là chân trái đột nhiên có chú cảm giác đau nhức. Lúc này nàng mới ý thức ra vấn đề, thật ra nãy giờ yêu yêu chỉ tấn công nửa người bên trái của nàng. Khi Triệu Vũ Cơ cảm thấy không ổn thì Hạ Thiên đã nói một câu. Vợ tiểu yêu tinh, nên đổi chiêu thức. Biết rồi, chồng. Tiểu yêu tinh lên tiếng, sau đó nàng biến đổi chiêu thức, một chân đá về phía Triệu Vũ Cơ, mục tiêu chính là chân trái của đối phương. Triệu Vũ Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, chân trái của nàng vốn có chút mất linh hoạt, hơn nữa nàng vẫn không ngờ tiểu yêu tinh có thể đổi chiêu. Khi nàng muốn tránh thì đã không kịp, rơi vào đường cùng nàng đánh dứt khoát phung chân trái lên chặn đòn. Hai chân đá vào nhau, Triệu Vũ Cơ chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ chân yêu yêu truyền sang. Sau đó nàng cảm thấy chân mình cực kỳ đau đớn. Á! Triệu Vũ Cơ đau đến mức khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nàng có chút tái nhợt, thân thể cũng không đứng vững, nàng trực tiếp ngã về phía sau. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng không ngã xuống đất, nàng ngã vào lồng ngực một người. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng ôm lấy nàng. À, thắng rồi, thắng rồi. Tiểu yêu tinh lúc này gào lên hưng phấn, nàng nhanh chóng bổ nhào vào bên cạnh Hạ Thiên, sau đó khập khiễng hôn lên mặt hắn một cái. Chồng, anh thật sự lợi hại, em yêu chết anh. Triệu Vũ Cơ lúc này đột nhiên tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nàng đi về phía bên kia, nhưng vừa đi được hai bước thì nàng đã đau đến mức ngồi xổm xuống, mặt đẹp vã đầy mồ hôi. Ủa, chị, chân chị bị làm sao vậy? Tiểu yêu tinh lúc này thấy tình huống có chú gì đó là lạ. Hạ Thiên đứng ở bên cạnh trả lời. Vợ tiểu yêu tinh, chân của vợ đại yêu tinh đã gãy rồi. Sao? Tiểu yêu tinh chợt chấn động, nàng cầu xin. Nghiêm trọng như vậy sao? Chồng, làm sao bây giờ? Không sao, anh có thể chữa tốt. Hạ Thiên an ủi tiểu yêu tinh, sau đó hắn đi đến bên cạnh Triệu Vũ Cơ rồi ngồi xổm xuống. Vợ đại yêu tinh, tôi đến chữa chân cho chị. Không nhờ cậu. Triệu Vũ Cơ vừa nói ra vài chữ đã bị Hạ Thiên lấy ngân châm ra đâm vào đùi, khoảnh khắc này nàng cảm thấy cơn đau dữ dội đã biến mất. Đến lúc này nàng mới hiểu những lời đồn bên ngoài là không sai, tên đáng ghét này quả nhiên có y thuật thần kỳ. Vài phút sau Hạ Thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn nói với Triệu Vũ Cơ. Vợ đại yêu tinh, chỉ có thể đi được rồi. Triệu Vũ Cơ đứng lên thử đi vài bước, sau đó nàng dẫm vài lượt lên nền đất, quả nhiên chân của nàng đã không khác gì trước đó. Vì vậy nàng không khỏi thầm nghĩ, một tên tâm thần sao có y thuật lợi hại như vậy. Vợ đại yêu tinh. Thật ra chân chị còn có vài vết thương cũ, chị có muốn chữa hoàn toàn không?
Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Không cần. Triệu Vũ Cơ từ chối. Hạ Thiên đang định nói thêm gì đó thì điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, Lãnh Băng Băng điện thoại đến, hắn nhận điện thoại. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao vậy? Hạ Thiên mở miệng hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải Thái Bằng Trình lại chạy mất đấy chứ? Chương 696, tôi sẽ đi đánh ông ngay bây giờ. Lãnh Băng Băng ở đầu dây bên kia có chút chần chừ, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng nói. Vẫn là chuyện của Thái Bằng Trình, đám cảnh sát tỉnh Bình Hải được phái đến thủ đô nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tên kia lại chạy mất rồi sao? Hạ Thiên không đợi cho Lãnh Băng Băng nói xong, hắn cắt đứt lời nói của nàng. Không chạy, nhưng, chỉ sợ không cách nào bắt hắn về thành phố Giang Hải. Lãnh Băng Băng nói có chút bất đắc dĩ, trước đó khi Hạ Thiên bắt được Thái Bằng Trình, nàng chỉ coi đây là một sự kiện bình thường, dù sao Thái Bằng Trình là một đầu nậu ma túy lớn mà thôi. Những năm này chưa có vụ ma túy nào quá lớn, nàng thấy chỉ cần người tỉnh Bình Hải đến thủ đô bắt Thái Bằng Trình mang về thì tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng đến bây giờ Lãnh Băng Băng mới phát hiện sự việc phức tạp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nếu muốn mang Thái Bằng Trình về Giang Hải thì quá khó khăn. Dựa theo tình huống lúc này thì làm không tốt sẽ ngày càng phức tạp. Vì sao không thể đưa về? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Lãnh Băng Băng đành phải giải thích tình huống cụ thể cho Hạ Thiên. Thì ra sau khi hắn giao Thái Bằng Trình cho Chu Cường, đám người này lập tức chuẩn bị rời khỏi thủ đô, nhưng bọn họ còn chưa kịp đi ra thì đã bị cảnh sát thủ đô cản lại. Đám cảnh sát thủ đô chặn xe vì lý do bệnh viện báo cảnh sát, nói rằng có người giả mạo cảnh sát bắt người bệnh. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã xác nhận thân phận của đám người Chu Cường, ngay cả Thái Bằng Trình cũng xác nhận mình chính là tội phạm truy nã của cảnh sát tỉnh Bình Hải. Sự việc có vẻ rất thuận lợi. Theo lý thì đám cảnh sát Bình Hải có thể đưa Thái Bằng Trình ra khỏi thủ đô, nhưng sự việc sau đó lại phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thái Bằng Trình đột nhiên thừa nhận với cảnh sát thủ đô là chính mình mưu sát nhà sưu tập cổ vật nổi tiếng thủ đô là Tề Kim Thạch, còn thừa nhận không lâu trước đó đã bắt cóc con gái của Cục trưởng Đàm Lập Tân, hơn nữa còn có ý định nổ bom vợ Cục trưởng Đàm Lập Tân. Ngoài ra Thái Bằng Trình còn thừa nhận thêm hai vụ án mưu sát khác. Thái Bằng Trình có hành vi như vậy không chỉ làm cho đám cảnh sát tỉnh Bình Hải kinh ngạc, hơn nữa ngay cả đám cảnh sát thủ đô cũng bàng hoàng. Vì vậy đám cảnh sát thủ đô không cho Thái Bằng Trình tiếp tục đi, bọn họ lập tức xin ý kiến thượng cấp, sau đó nhận được mệnh lệnh đưa Thái Bằng Trình về Cục Công an thủ đô. Cuối cùng chính là dân sinh tự mình liên lạc cho Cục trưởng Đàm Lập Tân, sau khi xác nhận ông ta không muốn giao Thái Bằng Trình cho cảnh sát Bình Hải, vì Thái Bằng Trình liên quan đến nhiều vụ ở thủ đô. Đàm Lập Tân còn đề nghị cảnh sát Bình Hải giao tất cả hồ sơ vụ án của Thái Bằng Trình cho cảnh sát thủ đô, để cảnh sát thủ đô điều tra tất cả hành vi phạm tội của hắn. Nếu là trước kia thì Hào Đồ sẽ đồng ý biện pháp này, nhưng sau lần đầu Thái Bằng Trình được cảnh sát thủ đô bắt giữ và bỏ chạy mất biệt, lão bắt đầu không còn tín nhiệm cảnh sát thủ đô. Thái Bằng Trình đột nhiên mở lời khai, điều này cũng làm lão cảm thấy sự việc bất thường. Căn cứ vào suy đoán của lão thì Thái Bằng Trình chỉ muốn ở lại thủ đô. Hắn thừa nhận làm ra nhiều vụ án như vậy cũng chỉ vì muốn ở lại thủ đô mà thôi, nếu như vậy có thể hiểu được vấn đề, chỉ khi nào hắn ở lại thủ đô mới còn chút đường sống. Hào Đồ vững tin, nếu Thái Bằng Trình thật sự được giữ lại ở thủ đô thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ đào thoát trong tay cảnh sát. Nếu thật sự muốn Thái Bằng Trình bị trừng phạt thì chỉ có thể đưa hắn về Giang Hải, tại đó Thái Bằng Trình không có bất kỳ thế lực gì, phá án cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng Hào Đồ suy nghĩ như vậy nhưng không thể nói rõ ra cho La Dân Sinh, nếu lão nói thật lòng sẽ đắc tội với đối phương, đây không phải là xem thường cảnh sát thủ đô sao. Hào Đồ lại thông qua một cách thức khác, lão rất khó đưa Thái Bằng Trình về Giang Hải để xét xử, nhưng lại nghĩ đến Hạ Thiên giải quyết vấn đề. Vì vậy lão quyết định một lần nữa đi đường vòng, hy vọng Hạ Thiên có biện pháp giải quyết vấn đề, lão nghĩ Hạ Thiên có lẽ cũng có bối cảnh ở thủ đô, nếu hắn ra mặt thì có thể làm cho La Dân Sinh thả người. Tất nhiên Hào Đồ biết mình chẳng có mặt mũi nào nhờ Hạ Thiên, vì vậy cũng như những lần trước, lão tiếp tục xin sự trợ giúp của Lãnh Băng Băng, sau đó để cho Lãnh Băng Băng tìm đến Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, không bằng tôi trực tiếp xử lý tên Thái Bằng Trình cho rồi. Hạ Thiên có chút khó chịu, chuyện này đúng là phiền toái. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Đừng, sự việc đang ở vào trạng thái như vậy càng chứng minh Thái Bằng Trình không đơn giản, vụ án của hắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nếu chúng ta có thể đưa hắn về Giang Hải thì có thể hốt gọn những phần tử đứng ở phía sau. Nếu trực tiếp giết chết hắn thì sẽ làm cho đám cá kia lọt lưới. Nhưng, cảnh sát tỷ tỷ,
tôi định bảo lão già La Dân Sinh đưa Thái Bằng Trình cho các người, nhưng nếu làm như vậy thì đám người Chu Cường cũng chưa chắc đưa người về Giang Hải được, tôi thấy bọn họ đi nửa đường sẽ bị người ta giết mất. Hạ Thiên thuận miệng nói. Lãnh Băng Băng có hơi trầm ngâm, sau đó nàng trả lời. Tình huống cậu nói rất có khả năng xảy ra, thế này đi, cậu nghĩ biện pháp xem, có cách nào để cảnh sát thủ đô đồng ý giao người cho chúng ta, đồng thời tôi liên lạc với cục trưởng Hào Đồ, xem có thể phái thêm vài người đến thủ đô tiếp ứng hay không. Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho lão già La Dân Sinh. Hạ Thiên đồng ý. Được. Lãnh Băng Băng lên tiếng, sau đó nàng bổ sung một câu. Hạ Thiên, nếu đối phương không đồng ý thì thôi, bỏ đi, không cần quá cưỡng cầu. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của cậu. Vợ cảnh sát tỷ tỷ yên tâm, nếu lão già La Dân Sinh kia không đồng ý, tôi sẽ đi đánh lão ta. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi cúp điện thoại trước, vợ cảnh sát tỷ tỷ cứ chờ tin tốt lành. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn điện đến cho La Dân Sinh. La Dân Sinh nhận điện thoại rất nhanh, giọng điệu khách khí. Chào Hạ Thần Y, cậu tìm tôi có việc gì sao? Nói nhảm. Không có việc gì tôi tìm ông à. Hạ Thiên tức giận nói. Này, mau đưa tên ngốc Thái Bằng Trình cho cảnh sát Bình Hải. Điều này, Hạ Thần Y, chuyện này còn phải thương lượng một chút. La Dân Sinh do dự một chút rồi trả lời. Thương lượng cái quái gì, mau giao người cho cảnh sát Bình Hải. Hạ Thiên nói có chút bất mãn. La Dân Sinh lại chần chừ, sau đó lão cắn môi. Thật xin lỗi, Hạ Thần Y, chuyện này tôi không làm được. Thái Bằng Trình phạm nhiều tội danh ở thủ đô, chúng tôi phải điều tra rõ ràng cái đã. Hạ Thiên tức giận. Này, lão già, ông có tin tôi cho ông ăn đòn không? Hạ Thần Y, thật sự rất xin lỗi, dù cậu muốn đánh tôi thì tôi cũng không đưa Thái Bằng Trình ra ngoài. La Dân Sinh nói có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút kiên quyết. Ông chờ đấy, tôi sẽ cho ông ăn đòn ngay bây giờ. Hạ Thiên rất tức giận, hắn cúp điện thoại, sau đó rời khỏi Yêu Tinh Biệt Uyển. Chương 697, em là vợ bé. Cái gì vậy, lại chạy đi rồi à? Không ở lại chơi một chút. Khi thấy Hạ Thiên bỏ chạy thì Tiểu Yêu Tinh mất hứng lẩm bẩm. Yêu yêu, em và Hạ Thiên có chuyện gì vậy? Triệu Vũ Cơ nhìn không được hỏi. Tên kia không phải rất lăng nhăng, còn ở với Mộc Hàm à? Sao em lại bám vào hắn như vậy? À, đúng vậy, chồng rất lăng nhăng, nhưng không sao, em không sao cả, em thấy anh ấy rất lợi hại. Em muốn có một ông chồng lợi hại. Tiểu Yêu Tinh cười hì hì nói. Hồ đồ, nào có người tìm chồng như em. Triệu Vũ Cơ khẽ khiển trách. Chị, em nào có tìm chồng loạn xạ, em chỉ có một chồng thôi. Tiểu Yêu Tinh quệt mồm. Hơn nữa chị Hàm cũng yêu chồng, chồng đối xử với người nào cũng như nhau, em đã nói với chị rồi, ánh mắt chị Hàm rất cao. Có phải em ngồi máy tính cả ngày rồi có vấn đề không? Triệu Vũ Cơ có xúc động không biết nói gì. Tên kia có một đống phụ nữ ở bên cạnh, em thậm chí còn không thể tính là vợ bé của người ta. Chị, thật ra em thấy mình là vợ bé, chị Hàm hình như là vợ bé số 2, em sẽ là vợ bé số 3. Tiểu Yêu Tinh nghiêm trang nói. Triệu Vũ Cơ há hốc miệng, khoảnh khắc này nàng không biết nói gì, tiểu nha đầu này rõ ràng chơi máy tính nhiều quá mà choáng váng rồi. Chị gái, thật ra chồng rất tốt, nếu anh ấy không đánh mông em. Hơn nữa có thể cũng yêu em như chị Hàm, vậy thì càng tốt. Em đã nói với chị rồi, chồng thật sự rất lợi hại, chị xem bây giờ em còn đánh giỏi hơn chị, em lại là đệ nhất hacker, tất cả đều do chồng giúp mà có. Tiểu Yêu Tinh thấy Triệu Vũ Cơ mất hứng thì bắt đầu nói lời có ích cho Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ trầm xuống, sau đó nàng hỏi. Yêu yêu, nói cho chị biết, Hạ Thiên làm sao để em lợi hại hơn? Tiểu Yêu Tinh thật sự không giấu Triệu Vũ Cơ. Bọn họ bắt đầu dùng giọng hào hứng bừng bừng nói về một vài chuyện của Hạ Thiên, kể cả sự kiện Hạ Thiên tẩy tủy cũng nói ra. Bên này hai chị em Triệu gia đang nói chuyện phiếm thì bên kia Hạ Thiên đang chạy đến cục công an, bây giờ hắn rất mất vui, vì vậy hắn muốn cho La Dân Sinh ăn đòn. Tất nhiên, nếu La Dân Sinh thấy hắn và tình nguyện thả Thái Bằng Trình, như vậy hắn có thể suy xét không đánh lão già kia. Ông xã, điện thoại kìa. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Lúc này Hạ Thiên vừa chạy đến cổng cục công an, hắn đang chuẩn bị đi vào. Hạ Thiên ngừng lại lấy điện thoại ra nhìn, hắn thấy Mộc Hàm gọi đến, vì vậy nhận máy. Vợ, chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong căn cứ. Mộc Hàm lên tiếng, sau đó hỏi. Chồng, cậu đang ở đâu?
tôi ở trước cổng cục công an thủ đô. Hạ Thiên cũng không che giấu. Tôi chuẩn bị vào đánh lão già La Dân Sinh. Chồng, La Dân Sinh vừa điện thoại cho tôi. Mộc Hàm khẽ nói. Cậu đừng tìm lão nữa, đánh cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Ông già kia điện thoại cho chị làm gì? Ông ta nói chuyện Thái Bằng Trình có nỗi khổ riêng, vì vậy, chồng, cậu cũng đừng làm khó lão. Còn chuyện Thái Bằng Trình, chúng ta sẽ giải quyết thông qua một biện pháp khác. Mộc Hàm dùng giọng dịu dàng khuyên bảo Hạ Thiên. Cục trưởng La thật ra cũng là người không tệ nhưng đôi khi cũng không thể làm theo ý mình, ông ấy luôn khách khí với chúng ta, vì vậy chúng ta cũng đừng nên làm ông ta thêm khó khăn. Tôi chỉ để ông ta giao Thái Bằng Trình ra mà thôi, có khó khăn vậy sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Dựa theo quy định, dưới tình huống này thì Thái Bằng Trình thật sự không thể giao cho cảnh sát tỉnh Bình Hải. Mộc Hàm giải thích. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng La Dân Sinh phải chịu áp lực từ nhiều người, vì vậy, chồng, cậu đừng đi đánh ông ta nữa. Dù cậu muốn giết ông ta cũng không có biện pháp giao người ra. Cậu hãy nghe tôi nói một lần, chúng ta nghĩ biện pháp khác giải quyết chuyện này. À, vợ, chị nói lão già La Dân Sinh kia không phải cố ý gây khó dễ cho chúng ta đấy chứ? Hạ Thiên hỏi. Mộc Hàm không khỏi cười nhẹ nhàng. Chồng, sao ông ta có thể gây khó dễ cho chúng ta? Nếu không, chồng, chúng ta về căn cứ, gặp mặt rồi thương lượng cụ thể sau. Hạ Thiên nghe nói như vậy cuối cùng cũng vui trở lại. Vợ, bây giờ chị rảnh sao? Ừ, bây giờ tôi trong thời gian tĩnh dưỡng, có thể nói là rảnh. Mộc Hàm nũng nịu nói. Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc này nói không chút do dự. Hắn cũng không muốn tiếp tục đi đánh La Dân Sinh, vì thế mà xoay người chạy về khu căn cứ. Ban đêm, hơn 9 giờ tối, trong một gian phòng cực VIP của khách sạn 5 sao ở thủ đô, Triệu Vũ Cơ đứng bên cạnh cửa sổ, nàng bấm một số điện thoại. Đại ca, là em. Anh vừa nghe nói em đến khách sạn, có chuyện gì xảy ra? Người ở đầu dây bên kia chính là Triệu công tử đệ nhất công tử ở thủ đô, trong giọng nói của hắn mang theo chút trách cứ. Bây giờ ở thủ đô không quá yên ổn, em ở chỗ Yêu Yêu thì an toàn hơn nữa chẳng phải em thích hồ bơi chỗ Yêu Yêu sao? Đại ca, em thích chỗ của Yêu Yêu, nhưng em ở đó sợ rằng sẽ gặp phiền toái. Triệu Vũ Cơ có chút bất đắc dĩ. Hôm nay em ở đó gặp mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên đến chỗ Yêu Yêu cũng là bình thường, em gặp hắn cũng không có gì kỳ quái. Triệu công tử cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn sẽ không làm phiền em mới đúng chứ? Em đã nói với anh, hắn đã tìm gặp em ở Giang Hải rồi mà. Đại ca, khi em ở Giang Hải thì hắn không có hứng thú, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý kiến. Triệu Vũ Cơ có chút tức giận. Người này rõ ràng là một đại sắc lang khốn kiếp. Hắn quả thật rất phiền toái. Triệu công tử chậm rãi nói. Đại ca, bây giờ anh tính thế nào? Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải hỏi. Anh không phải muốn diệt trừ hắn sao? Nhưng bây giờ hắn vào thủ đô đã lâu, anh không những chẳng làm được gì, hơn nữa còn để hắn đến với Yêu Yêu. Bây giờ có rất nhiều người ở thủ đô cho rằng Hạ Thiên là người Triệu gia. Đối với Triệu gia chúng ta thì tin tức này chưa chắc là chuyện không tốt. Triệu công tử dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thực tế Hạ Thiên xuất hiện cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt cho Triệu gia chúng ta, bây giờ Lý gia và Tôn gia đang suy sụp, Tiền gia cũng xảy ra chuyện. Tam thúc muốn gây dựng lại ám tổ. Trên cơ bản không còn trở ngại gì. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau lễ quốc khánh ám tổ sẽ chính thức được xây dựng lại. Theo anh biết thì Hạ Thiên không có ý tiếp quản ám tổ, vì vậy Tam Thúc sẽ nắm ám tổ. Nhưng, đại ca, dù như vậy thì anh sợ rằng sẽ không thể được tiếp quản ám tổ. Triệu Vũ Cơ không khỏi hỏi. Đúng là không thể. Triệu công tử khẽ thở dài. Bây giờ Mỹ Nhi phụ trách thiên tổ, Mộc Hàm phụ trách địa tổ. Hai người bọn họ đều có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên. Thật ra Hạ Thiên không cần tiếp quản ám tổ, nhưng Mị Nhi và Mộc Hàm lại cố gắng cho hắn là tổ trưởng ám tổ trên danh nghĩa, như vậy ám hoàng vào thời điểm bây giờ chính là Hạ Thiên. Như vậy đại ca anh phải làm sao? Trước nay không phải anh đều muốn là ám hoàng sao? Triệu Vũ Cơ nói, giọng điệu có chút vội vàng. Chương 698, anh em bàn luận. Đúng vậy, đó là nguyện vọng nhiều năm qua của anh. Cho đến nay anh vẫn muốn thực hiện nguyện vọng này. Vì vậy khi anh biết Hạ Thiên có thể là đệ tử của ám hoàng, anh biết vị trí ám hoàng sẽ nhường cho ai, vì vậy anh không do dự đưa ra quyết định giết hắn. Triệu công tử rất ít khi thổ lộ ý nghĩ chân thật của mình, nhưng trước mặt em gái thân thiết nhất,
hắn không muốn giấu giếm điều gì. Nhưng sau khi thất bại thì anh mới phát hiện ra, sự việc không theo như anh dự đoán. Triệu công tử khẽ thở dài rồi tiếp tục nói. Năng lực của hắn thật sự quá khủng bố, đến mức anh không thể không bội phục. Đại ca, em có thể giúp anh giết hắn. Triệu Vũ Cơ khẽ cắn môi nói. Không cần, việc này không cần em nhúng tay. Triệu công tử lập tức phủ quyết. Đại ca, em biết rõ anh cảm thấy em không phải là đối thủ của hắn, nhưng anh nên tin tưởng em, dù hắn có thật sự mạnh mẽ thì em cũng có biện pháp giết hắn. Triệu Vũ Cơ vội vàng nói. Tuy hắn rất lợi hại nhưng cũng có nhược điểm lớn nhất là phụ nữ, em muốn giết hắn sẽ không khó. Tiểu Vũ, anh không muốn em gái của mình lấy thân thể ra làm vũ khí giết người. Triệu công tử nói, giọng điệu có chút tức giận. Em nếu đi giết hắn như vậy, không phải giúp anh, là làm nhục anh. Nhưng, đại ca, em thật ra chỉ muốn. Triệu Vũ Cơ còn muốn giải thích. Triệu công tử cắt đứt lời nàng. Anh biết rõ em muốn giúp anh, nhưng Tiểu Vũ, anh hy vọng em nhớ kỹ một chuyện. Kể từ bây giờ, em có thể không thích Hạ Thiên nhưng tuyệt đối không được coi hắn là kẻ thù, em hiểu chưa? Vì sao? Triệu Vũ Cơ thật sự mê hoặc. Đại ca, rốt cuộc anh tính thế nào? Ai cũng có tư tưởng, anh cũng không ngoại lệ, anh muốn là ám hoàng nhưng không có nghĩa sẽ hy sinh lợi ích Triệu gia. Triệu công tử chậm rãi nói. Anh luôn đặt lợi ích của gia tộc lên vị trí đầu tiên, trước đó anh sở dĩ muốn làm ám hoàng cũng vì tư lợi bản thân, nhưng quan trọng hơn là lúc đó anh cho rằng trên đời này không còn ai thích hợp hơn anh. Nhưng bây giờ Hạ Thiên là đồ đệ ám hoàng, hắn càng lợi hại hơn bất kỳ ai. Nhưng anh nghĩ rằng hắn cũng chỉ là ám hoàng thứ hai mà thôi, anh không kém hơn ám hoàng trước kia. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, Hạ Thiên không chỉ là đồ đệ của ám hoàng, sự hùng mạnh của hắn, dù là ám hoàng cũng không theo kịp. Kỹ thuật của hắn cũng không thể tưởng tượng được. Dù là Triệu Vũ Cơ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đúng rồi, có chuyện em muốn nói, hôm nay em luận võ với Yêu Yêu, em thua. Em thua Yêu Yêu. Trong giọng nói của Triệu công tử có chút kinh ngạc. Hắn biết rất rõ hai đứa em gái của mình, hắn thật sự khó thể ngờ Yêu Yêu có thể thắng được Triệu Vũ Cơ. Đúng vậy, đại ca, Yêu Yêu học võ của Hạ Thiên, tất nhiên nàng học võ cũng dùng chút mưu lược, nhưng điều này cũng không quan trọng là bây giờ nó còn mạnh hơn cả em. Nếu so đánh đấm kỹ xảo thì em hơn hẳn, nhưng nếu đơn thuần so về khí lực thì em lại thua. Trong giọng nói của Triệu Vũ Cơ có hương vị khó tin. Em hỏi Yêu Yêu, nó nói được Hạ Thiên châm cứu tẩy tủy. Được cải tạo cơ thể, nói cách khác là Hạ Thiên có thể tẩy tủy để một người bình thường trở thành cao thủ. Thì ra là thế. Triệu công tử trầm mặc một lúc. Hèn gì bây giờ Mộc Hàm và Mị Nhi đều hùng mạnh hơn so với trước kia, Mộc Hàm một mình đánh bại mười mấy người địa tổ, còn giết chết sát thủ đệ nhất thế giới là Hắc Ám Vương Tử. Còn Mị Nhi cũng trở nên hùng mạnh hơn trước kia, xem ra tất cả đều là công lao của Hạ Thiên. Trên đời này sao lại có y thuật khó tưởng như vậy? Triệu Vũ Cơ cảm thấy khó thể ngờ. Tiểu Vũ, bây giờ không phải là lúc xem xét những vấn đề này, Hạ Thiên hùng mạnh là sự thật, cũng không ai cải biến được. Nhưng không cùng hắn đối địch, đây cũng là lựa chọn của chúng ta, những ngày qua anh đã xem xét rất rõ ràng, nếu đối địch với Hạ Thiên, có lẽ chúng ta sẽ thắng, nhưng Triệu gia chúng ta sẽ trọng thương. Kết quả bết bát nhất chính là chúng ta sẽ theo gót Lý gia. Triệu công tử có chút bất đắc dĩ. Triệu công tử đệ nhất thủ đô cuối cùng cũng gặp phải đối thủ khó thể đánh bại. Anh không muốn để gia tộc mạo hiểm, vì vậy anh để Mạc Yêu Yêu và Hạ Thiên cùng ở một chỗ, cũng không gây phiền toái cho hắn, ngay cả chuyện Mộc Hàm làm tổ trưởng địa tổ anh cũng không ngăn cản. Anh hy vọng Hạ Thiên có thể đứng cùng chiến tuyến với Triệu gia chúng ta. Nhưng, đại ca, hắn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, trước đó anh đuổi giết hắn nhiều lần, cũng đuổi giết Mộc Hàm, dù hắn không so đo thì Mộc Hàm sợ rằng cũng không bỏ qua. Triệu Vũ Cơ trần trừ nói. Giọng điệu của Triệu công tử vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng hắn đã có suy xét về vấn đề này. Tiểu Vũ, anh không chỉ thấy bọn họ sẽ bỏ qua, thực tế tuy anh hy vọng Triệu gia và Hạ Thiên đứng cùng chiến tuyến, nhưng cũng không có nghĩa là anh và Hạ Thiên đứng cùng chiến tuyến. Đại ca, em không biết rõ ý nghĩ của anh. Trên mặt Triệu Vũ Cơ lộ ra nụ cười khổ, nàng cảm thấy rất mơ hồ. Tiểu Vũ, từ khi anh 14 tuổi đã được gia tộc che chở. Khi anh 15 tuổi đã có địa vị công tử đệ nhất thủ đô, mà 15 năm qua vị trí của anh chưa từng dao động. Triệu công tử chậm rãi nói. Thật ra khi anh biết Hạ Thiên thì cũng có xem hắn là đối thủ thật sự, nhưng bây giờ anh biết rõ hắn là kẻ địch mạnh nhất của cả đời anh.
nhưng cả đời anh chưa từng có hai chữ nhận thua, vì vậy anh sẽ không nhận thua với hắn, anh sẽ tiếp tục tranh đấu, nhưng đây không phải là trận chiến giữa Hạ Thiên và Triệu Gia, chỉ là giữa anh và hắn, là chiến tranh ngầm giữa hai người. Nếu xét theo góc độ nào đó thì giống như chiến tranh giữa hai người cùng gia tộc, em hiểu ý anh chưa? Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nàng cũng hiểu ý nghĩ của đại ca mạnh mẽ của nàng chưa từng muốn thua ai, nhưng hắn không muốn mang lại nguy hiểm cho Triệu Gia, vì vậy cuối cùng mới chọn phương pháp trên. Đại ca, nhưng Hạ Thiên và Mộc Hàm sẽ nghĩ như vậy sao? Một lúc lâu sau Triệu Vũ Cơ mới mở miệng hỏi. Mộc Hàm hận anh nhưng lại mến yêu yêu, cũng có cảm tình rất sâu với Triệu Gia, đối với cô ấy thì Triệu Gia chính là nhà mình. Còn đối với Hạ Thiên, có tầng quan hệ của yêu yêu và Tam Thúc, hơn nữa còn có Mộc Hàm ở bên cạnh, có lẽ hắn sẽ không ra tay với toàn bộ Triệu Gia. Triệu công tử rõ ràng đã suy tính rất sâu. Mà anh tin, anh và Hạ Thiên ai thắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Gia, hơn nữa một người thắng sẽ đưa Triệu Gia về thời đại sáng lạn hơn trong tương lai. Chương 699, thoát khỏi kiếp phạm nhân. Đại ca, những năm này anh mệt mỏi rồi. Triệu Vũ Cơ cảm thấy trong lòng mệt mỏi, dù trong mắt người ngoài thì đại ca của nàng cực kỳ sáng lạn, tùy tiện nói một câu cũng chán động thủ đô. Nhưng nàng biết rõ, thật ra đại ca của mình rất khổ cực, người khác tham quyền thế, chỉ nàng biết rõ đại ca thật ra cũng vì đám anh chị em trong Triệu Gia, các nàng có thể xông pha bên ngoài cũng vì có một đại ca cường thế, bên ngoài căn bản không có ai gây ra bất lợi cho các nàng, vì vậy mà tạo nên điều kiện rất thuận lợi. Anh là đại ca của em, quan tâm đến các em là nhiệm vụ của anh. Giọng nói của Triệu công tử rất ôn hòa. Được rồi, Tiểu Vũ, bây giờ cũng không còn sớm, em đi nghỉ ngơi trước, anh còn phải phái người đến khách sạn em nghỉ lại. Em cứ an tâm ngủ nghỉ, sẽ không có ai quấy phá. Được rồi, đại ca. Triệu Vũ Cơ lên tiếng rất trầm thấp, khoảnh khắc này nàng chợt đưa ra một quyết định. Trại tạm giam thứ 3 ở thủ đô. Cách trại tạm giam 500 mét có dừng lại một chiếc Audi A7, cửa xe đóng chặt, cửa kính liên tục dao động, cửa kính lại là loại chỉ nhìn từ bên trong ra, bên ngoài không thể thấy gì. Vì vậy dù ngẫu nhiên có người đi qua cũng không ai biết bên trong xe có người hay không. Tất nhiên thực tế thì bây giờ bên trong xe có người, chẳng những có mà còn có một người đẹp vưu vật phong tình vạn trùng, mái tóc vàng xinh đẹp, da thịt tuyệt vời, đồng thời nàng còn làm ra tư thái khiến người ta máu huyết sôi trào. Nàng đủ để làm nữ thần trong mộng của bất kỳ người đàn ông nào, nếu có đàn ông nhìn thấy tình cảnh nữ thần hiện nay đang bị một tên xấu xí ôm vào lòng và liên tục hoạt động, sợ rằng không phải phun máu mà là hộc máu. Cặp nam nữ trong xe tất nhiên là Mộc Hàm và Hạ Thiên, bọn họ lái xe đến đây cũng không phải vì yêu thương vụng trộm, vì căn cứ vào điều tra của Mộc Hàm thì Thái Bằng Trình đang được giam ở đây. Sau khi cảnh sát thủ đô bắt Thái Bằng Trình thì dẫn hắn đi lấy khẩu cung hơn 2 giờ, sau đó đưa đến trại tạm giam này nhốt lại. Khi thấy đầu Thái Bằng Trình quấn đầy băng thì cảnh sát thủ đô còn lo lắng đối phương yêu cầu đến bệnh viện tiếp tục trị liệu, nhưng bọn họ không ngờ Thái Bằng Trình rất phối hợp, hắn chủ động yêu cầu không cần đến bệnh viện, chỉ cần 2 ngày nữa đi gỡ băng là được. Chồng, cậu thật sự muốn đưa Thái Bằng Trình ra sao? Mộc Hàm nhịn không được phải hỏi một câu. Đáng lý ra Mộc Hàm có hai phương pháp, một là nàng ra mặt có thể để cảnh sát đưa Thái Bằng Trình cho tỉnh Bình Hải điều tra, như vậy Thái Bằng Trình sẽ được cảnh sát Bình Hải đưa đi. Một biện pháp khác chính là nàng có thể trực tiếp lấy danh nghĩa tổ trưởng địa tổ để đưa Thái Bằng Trình đi, chỉ cần Thái Bằng Trình có trên đầu một tội danh gián điệp, như vậy cũng không sao, nàng có thể trực tiếp giao Thái Bằng Trình cho phía Giang Hải. Mộc Hàm thấy hai biện pháp này của mình đều có thể thực hiện được, tất nhiên nàng làm như vậy cũng mang đến chút phiền toái. Dù sao bốn tổ thiên địa huyền hoàng thật ra đều là một phần của quân đội, dưới tình huống bình thường thì bọn họ không nên động vào những sự vụ ở địa phương. Nhưng Mộc Hàm cảm thấy dù có chút phiền toái cũng không tạo nên ảnh hưởng quá lớn với nàng. Nhưng Hạ Thiên nghe nói sẽ có phiền toái cho Mộc Hàm thì quyết định dùng một biện pháp khác, đó chính là cướp Thái Bằng Trình từ trại tạm giam ra ngoài. Biện pháp này đối với người khác thì có thể nói là hạ sách, nhưng đối với Hạ Thiên lại là một biện pháp tốt. Vì với năng lực của hắn, chẳng những có thể đơn giản cứu Thái Bằng Trình từ trại tạm giam ra ngoài, hơn nữa còn không để lại bằng chứng gì cho người khác. Sau khi hắn đưa Thái Bằng Trình ra ngoài thì Mộc Hàm có thể thông qua tư cách đặc thù để trực tiếp dùng máy bay đưa Thái Bằng Trình đến Giang Hải. Vì vậy cảnh sát Bình Hải có thể nói Thái Bằng Trình chạy thoát từ trong tay của cảnh sát thủ đô, bọn họ vừa vặn bắt được, dù cảnh sát thủ đô có nghi ngờ cũng không có cách nào khác. Hạ Thiên thấy biện pháp này không có bất kỳ nguy hiểm gì, cũng sẽ không gây phiền cho vợ,
quan trọng là hắn đã hoàn thành công tác mà vợ cảnh sát tỷ tỷ giao phó, cũng vì thế mà hắn và Mộc Hàm mới xuất hiện ở đây. Vợ, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đưa Thái Bằng Trình ra, sau đó tống hắn đến Giang Hải. Hạ Thiên thật sự không đổi ý. Được rồi, chồng, trước tiên cậu phải nhớ rõ con đường. Mộc Hàm cũng không khuyên Hạ Thiên, dù sao nàng cũng biết chuyện này chẳng có nguy hiểm gì, chẳng qua nàng không quen phương án cướp người trong trại giam. Mộc Hàm lấy một chiếc máy tính ra, nàng mở máy rồi chỉ vào một tấm bản đồ. Chồng, cậu nhìn cho rõ, đây là cửa chính, sau khi đi vào thì rẽ trái, sau đó đi thẳng, đến chỗ này, một gian phòng cuối cùng, chính là chỗ giam Thái Bằng Trình. Vợ, tôi đã nhớ kỹ. Hạ Thiên nói xong thì chuẩn bị bước xuống xe. Chồng, chờ chút. Mộc Hàm lại hô lên một câu, nàng đưa ra một bộ bao tay chuẩn bị sẵn. Đeo cái này vào, đừng để lại vân tay, tránh phiền toái. Hạ Thiên nhận bao tay đeo vào, sau đó hắn biết mất trong tầm mắt Mộc Hàm. Mộc Hàm chợt sinh ra cảm giác cổ quái, nàng dù sao cũng là tổ trưởng địa tổ, nàng muốn bắt người từ trong trại giam ra là rất dễ dàng. Nhưng kết quả là nàng phải dùng phương thức này, nếu sự việc truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ có người cười nhạo sau lưng. Tất nhiên tuy cảm thấy cổ quái nhưng Mộc Hàm vẫn không quan tâm đến sự chế nhạo của người khác, hơn nữa chuyện này sẽ không có khả năng truyền ra ngoài. Mộc Hàm đang nghĩ về vấn đề này thì cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy âm thanh đóng cửa xe, nàng quay lại xem thì thấy Hạ Thiên đã ngồi bên cạnh. Chồng, làm xong rồi sao? Mộc Hàm ngây người, sao quá nhanh như vậy? Mộc Hàm quay đầu nhìn ra sau xe, nàng lại sững sờ, vì sao phía sau không có người? Nàng vốn cho rằng chồng sẽ ném người ra phía sau. Chồng, có phải không tìm ra phòng giam không? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Tìm được rồi. Hạ Thiên trả lời. Nhưng tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia không ở bên trong. Không có ở bên trong sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Không thể nào, chồng, trước đó không lâu tôi còn nhận được tin tức xác nhận Thái Bằng Trình đang được giam ở đó. Vợ, bên trong quả thật có một người. Hơn nữa trên mặt tên kia cũng quấn đầy băng gạc, nhìn qua giống hệt như Thái Bằng Trình, nhưng tên kia không phải là Thái Bằng Trình. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Tôi cảm thấy Thái Bằng Trình ngu ngốc có lẽ đã chạy mất rồi. Chương 700, treo đầu dê bán thịt chó. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Chồng, ý của anh là, có người thay thế Thái Bằng Trình ở trong phòng giam. Đúng vậy. Dù sao bây giờ tên ở trong phòng giam cũng không phải là Thái Bằng Trình, vì vậy tôi không đưa hắn ra. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tên kia quấn băng khắp đầu, nếu nhìn qua sẽ không ai biết đối phương đã bị thay mận đổi đào, tôi thấy Thái Bằng Trình căn bản đã sớm bỏ chạy rồi. Hèn gì Thái Bằng Trình đứng ra tự thú, thì ra hắn đã sớm có chuẩn bị. Mộc Hàm lầm bầm nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, điều này có chút phiền toái. Tôi cũng không biết bộ dạng tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia bây giờ là thế nào, chúng ta muốn tìm được hắn sẽ càng khó hơn. Chồng, đừng nóng vội, lần này cậu tìm được Thái Bằng Trình, đối với Thái Bằng Trình cũng là vấn đề ngoài ý muốn, vì vậy dù có chuẩn bị thì cũng không thể được đầy đủ. Mộc Hàm an ủi Hạ Thiên. Từ khi Thái Bằng Trình bị cảnh sát Bình Hải bắt được và đưa từ bệnh viện đến trại giam, thời gian không dài, hơn nữa dù là kẻ nào thay thế Thái Bằng Trình trong trại giam cũng phải được gặp Thái Bằng Trình. Chỉ cần chúng ta chuyên chú điều tra sẽ có thể tìm ra thời điểm hai tên kia đổi chỗ. Sau đó nếu xem xét qua camera, sợ rằng có thể biết được bộ dạng hiện tại của Thái Bằng Trình. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Chồng, tôi thấy cậu còn phải đi một lần nữa, phải bắt người kia ra, phải biết rõ đối phương là ai, sau đó mới kiếm được Thái Bằng Trình. À, được, tôi sẽ bắt tên kia ra ngay. Hạ Thiên nói xong thì biến mất trước mặt Mộc Hàm. Vài phút sau hắn lại quay về trên xe, tất nhiên lúc này hắn cũng không về không, trên tay còn mang theo một người quấn băng gạc đầy đầu. Chồng, tháo băng gạc trên đầu của hắn xuống. Mộc Hàm mở miệng nói. Hạ Thiên định mở băng gạc của người này, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề, hắn cẩn thận mở băng ra, một gương mặt bình thường xuất hiện trước mặt hai người Hạ Thiên và Mộc Hàm. Người này rõ ràng đã bị Hạ Thiên động tay động chân, lúc này đang mê ngủ, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hạ Thiên không trông cậy có thể hỏi thăm được điều gì từ người này, hắn thấy người này có thể biết được chút chuyện nhưng không thể biết Thái Bằng Trình đang ở nơi nào. Mộc Hàm lấy điện thoại ra, nàng chụp một tấm hình, sau đó dùng máy quét vân tay của đối phương. Chồng, lạ thật. Mộc Hàm chợt ồ lên. Người này là một luật sư.
vợ, chị đã điều tra được thân phận của người này chưa? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đúng vậy, hắn là Đinh Trạch, là một luật sư, căn cứ vào tài liệu thì người này chẳng phải loại tốt đẹp gì, chuyên giúp Hắc Đạo tranh cãi trên tòa án. Mộc Hàm gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, chồng, cậu cho hắn tỉnh lại, tôi muốn hỏi vài vấn đề. Nghe Mộc Hàm nói như vậy thì Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm lên người tên giả mạo. Đinh Trạch mở to mắt mơ hồ, sau đó thiếu chút nữa kinh ngạc hô lên thành tiếng, vì hắn thấy một họng súng đen ngòm, đồng thời còn nghe thấy bên tai vang lên giọng nói lạnh băng. Nếu không muốn chết thì thành thật trả lời vấn đề của tôi. Cô, các người là ai? Các người muốn gì? Đinh Trạch dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Tôi hỏi anh có phải đến thay người sau khi Thái Bằng Trình vào trại giam không? Mộc Hàm lạnh lùng hỏi. Tôi không biết cô nói gì. Đinh Trạch vội vàng giả vờ hồ đồ. Cô, các người thả tôi ra mau, nếu không tôi gọi người. Dù anh có hò hét thế nào thì cứ thoải mái, đừng nói anh hô hào, thậm chí tôi nổ súng trong xe cũng không ai nghe thấy âm thanh gì. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng. Anh cũng đừng nghĩ mình may mắn, tôi giết anh sẽ không có chút trách nhiệm nào. Anh không nhìn ra bên ngoài sao? Anh bây giờ đang bị giam, tôi giết anh còn có lý do anh cố gắng bỏ chạy, cảnh sát sợ rằng còn cảm ơn tôi. Đinh Trạch nhìn ra bên ngoài, sau đó hắn phát hiện ra chỗ mình đang ngồi là nơi nào, vì vậy trong lòng có chút bất an. Này, thằng ngu, nói nhanh lên, nếu không anh xử lý bây giờ. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Điện thoại nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn giống như nhớ ra một điều gì đó, giọng điệu có chút hoảng sợ. Cậu là Hạ Thiên. Đúng vậy, chính là anh. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Đinh Trạch, tôi hỏi anh một lần cuối, có phải Thái Bằng Trình vào trại giam, sau đó anh dùng danh nghĩa luật sư đi bào chữa cho hắn, cuối cùng hai bên thay thế cho nhau. Mộc Hàm dùng giọng lạnh như băng nói. Đinh Trạch có chút chần chừ, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, vì trước khi hắn tiến vào trại tạm giam thì có vài tên cảnh sát tỉnh Bình Hải liên tục xem xét, chúng tôi căn bản không có cơ hội, vì vậy phải sau khi vào trại tạm giam chúng tôi mới có cơ hội. Anh thường xuyên đến trại tạm giam nên cảnh sát sẽ biết anh, bọn họ thấy anh đi vào mà không ra, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mộc Hàm tiếp tục hỏi. Vậy tôi hỏi anh, đám người ở trại tạm giam bị anh mua chuộc hết rồi, hay căn bản anh và Thái Bằng Trình giống hệt nhau? Vẻ mặt Đinh Trạch có hơi biến đổi, sau đó hắn khẽ nói. Tôi và hắn căn bản giống hệt nhau. Thì ra tên Thái Bằng Trình ngu ngốc sửa dung nhan giống chú em đây. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đinh Trạch. Chưa nói đến vấn đề gì khác, hai người có dáng người rất tương đồng. Cũng vì tôi và hắn tương tự nhau, vì vậy hắn mới sửa gương mặt cho giống tôi. Đinh Trạch sau khi biết rõ thân phận của Hạ Thiên thì cũng không giấu giếm. Bây giờ hắn có thể dùng thân phận của tôi một cách quang minh chính đại. Nếu anh bị giết thì hắn có thể làm một luật sư. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng. Anh biết bây giờ hắn ở đâu không? Điều này thật ra tôi không biết, nhưng hình như hắn đã nghĩ muốn rời khỏi thủ đô đi trốn ở nơi khác. Tôi nghe nói hắn phải đợi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô mới quay về. Đinh Trạch trả lời. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Nàng không hỏi Đinh Trạch điều gì nữa, đối với nàng thì biết được Thái Bằng Trình và Đinh Trạch giống nhau là quá đủ. Tôi, thật ra tôi đã nói tất cả, hai người có thể thả tôi ra không? Đinh Trạch mở miệng hỏi. Chồng, chúng ta điện thoại cho cục công an chứ? Mộc Hàm suy nghĩ rồi hỏi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Gọi điện thoại cho cục công an làm gì? Tôi đưa người này về lại là được. Điều này, không thông báo với bọn họ sao? Mộc Hàm ngẩn ngơ. Tôi không thông báo cho bọn họ, tôi băng đầu hắn lại, sau đó đưa về trại, để đám ngu ngốc kia nghĩ rằng Thái Bằng Trình còn đang được giam giữ. Hạ Thiên hừ một tiếng. Ai bảo trước đó bọn họ không chịu giao người, bây giờ cứ để bọn họ bị lừa đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 700.